Bây giờ mới hơn 7 giờ tối, Lâm Khiết Khiết ghé vào cửa hàng tiện lợi mua ít vật dụng mới trở về nhà. Mẹ cô cũng thường xuyên đi làm nên giữa hai người ít có một bữa cơm hoàn chỉnh. Sau khi mua xong những thứ cần thiết, cô bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Cô mới bước được một đoạn, trời bắt đầu đổ cơn mưa. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, bất đắc dĩ phải đi vào mái hiên tránh mưa. Vừa chưa vào được bao lâu, cô nghe phía đối diện rất nhiều âm thanh kỳ quặc. Chưa kịp phản ứng, cô đã bị một bóng người áp vào tường, túi đồ trong tay rơi xuống, hoảng hốt. Cô trợn tròn mắt, cái cảm giác lạ lẫm, mát lạnh chạm vào mũi cô. Cô mới kịp phản ứng, đẩy mạnh người đang áp sát cô ra. À, cô chưa kịp thốt lên thì lại bị đôi môi ấy phủ kín. Lần này, chiếc lưỡi ương ngạnh tiến thẳng vào trong khoang miệng cô. Tay cô bị anh áp lên đỉnh đầu, mạo hôn cứ như họ là tình nhân. Cô dãy dụa thế nào cũng không có tác dụng gì. Gì? Nam nữ bây giờ thật sự không biết xấu hổ mà. Ở đâu cũng hôn hít được. Một tên tỏ ra ghét bỏ, nói lớn. Kệ người ta đi, mày lo chìa xà, tìm cái thằng đó cho tao. Đúng là ngạo mạn mà. Một người đàn ông to lớn quát lên. Cả đám người chia nhau ra tìm. Ngoài tiếng mưa rơi thì mọi thứ trở nên yên tĩnh. Mạnh Khuyết Khuyết tưởng mình sắp ngạt thở mà chết thì người đó mới thả cô ra. Cô mềm oặt trượt xuống bức tường. Một bàn tay ôm chặt lấy cô. Cô vội đẩy mạnh anh ra. Tên lùng manh, biến thái, đũa hôn đầu của tôi, tên xấu xa, đồ... Cô đang mắng cho hả giận, bất chợt người đó lại ngang ngược, phủ kín môi cô, lần này còn thuận lợi hơn lần trước, dễ dàng càn quấy hơn. Mạnh Khiết Khiết thật sự bất lực, anh ta lấy sức ở đâu ra mà kinh khủng như vậy. Hay, mùi vị của em rất hợp với tôi. Anh áp sát, thì thầm vào tai cô khi nụ hôn kết thúc, giọng nói trầm ấm nhưng lại đầy dụ hoặc. Mạnh Khiết Khiết mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ lẫn tức giận. Cô vừa ổn định lại nhịp thở để sống chết với tên lưu manh này. Anh nhếch mép thả cô ra, bước vào màn mưa, tay còn vẫy chào không nhìn lại. Mạnh Khiết Khiết nhìn theo mà tức muốn hộc máu, sao trên đời lại có loại người như vậy chứ? Cô lẩm bẩm mắng, sờ lên đôi môi vẫn còn đau âm ỉ. Cô cũng không còn tâm trạng nào mà chú mửa nữa, ngồi xổm xuống nhặt lại vật dụng bị cô làm rơi ra ngoài, nhặt xong đội mưa trở về nhà. Tại khu chung cư số 3, căn hộ gia đình cô ở tầng 5, không gian cũng không rộng lắm nhưng chỉ có hai mẹ con cô nên cũng không để nỗi. Cô mở cửa đi đến, đổi đôi dép lê nhẹ nhàng bước vào phòng. Giờ này mẹ cô hẳn là đã ngủ vì lượng công việc tương đối vất vả. Cô đã làm hồ sơ xin việc do mới tốt nghiệp nên rất ít công ty chịu tuyển dụng. Cô bước vào phòng, tắm rửa, thay quần áo, lại nhìn lên môi mình. Đúng là xui xẻo mà, nụ hôn đầu lại bị lưu manh cướp mất. Đừng để tôi gặp lại, nếu không... Cô đang mắng thì ngẩn ra. Mạnh Khiết Khiết đen mặt. Hình như mình không nhìn được mặt của tên lưu manh đó. Hay, Mạnh Khiết Khiết, sao mày lại ngốc như vậy chứ? Không biết mặt, lấy gì trả thù đây? Cô gõ gõ đầu mình, lẩm bẩm. Cô bực bội nằm sấp xuống giường. Thật là tức quá mà, sao lại xui xẻo như vậy chứ? Cửa phòng lúc này mở ra. Cô làm gì mà lẩm bẩm một mình vậy? Phùng Tú Chi nghi hoặc hỏi. Cô giật bắn người ngồi dậy, khẽ cười. Không có, tại con suy nghĩ đến buổi phỏng vấn sắp tới thôi ạ. Vậy sao? Môi con sao vậy? Bà lại nghi hoặc nhìn cô. Hả? Theo bản năng, cô lấy tay sờ lên môi mình, nhìn vẻ nghi hoặc của mẹ càng lúng túng hơn. À, con ăn lẩu với bạn, lẩu rất cay mẹ ạ. Cô nuốt nước bọt, nói dối. Hay, con không ăn được cay, thì cố làm gì? Thôi, đừng nghĩ nhiều nữa, con nên ngủ sớm đi, mẹ cũng đi ngủ đây. Bà thở dài nói, xoay người lại, không hỏi nữa. Mẹ ngủ ngon. Cô khẽ cười, vẫy tay chào bà. Cũng tại tên lùm manh bị ủi vô liêm sỉ đó, cô tức giận lại mắng tiếp. Tại biệt thự Đông Anh, anh thản nhiên đội mưa trở về nhà.
Quản gia vừa trông thấy hơi giật mình. Ông chủ, sao ngài lại ướt đẫm như vậy? Xe của ngài đâu? Quản gia lo lắng hỏi đi theo phía sau. Đội mưa lại có thu hoạch lớn. Giang Tử Vũ nhếch mép đi lên tầng. Quản gia đứng như trời trồng. Ý gì đây? Tôi không hiểu. Ông gãi gãi đầu. Ông đã làm việc ở đây được vài năm rồi, nhưng ông thật sự không thể hiểu ý của ông chủ nhỏ nhà mình. Giang Tử Vũ mở cửa, bước vào phòng tắm rửa, thay quần áo. Anh nhìn mình trong gương hồi lâu, khóe môi anh khẽ cong lên. Anh đi ra ngoài, đến trước bàn, rót một ly rượu vang đỏ, cầm lên, đi đến bên cửa sổ, dựa lưng vào thành cửa sổ, tùy ý, tay lắc nhẹ ly rượu, uống một ngụm. Thỏ nhỏ, mùi vị này dễ gây nghiện lắm. Giang Tử Vũ ngồi tùy ý trên ghế dài, mở laptop ra, khóe môi anh khẽ cong lên, không rõ ràng. Tay anh gõ gõ nhẹ lên. Quản gia vừa bước vào, trợn tròn mắt như gặp quỷ. Ông chủ hôm nay có vẻ rất vui vẻ, chẳng lẽ dầm mưa nên bị vậy? Ông nghĩ đến đây thì nuốt nước bọt. Tôi cho ông nghỉ phép 1 tháng, tiền lương gấp đôi. Anh thản nhiên đứng dậy đi ra ngoài. Quản gia càng ngơ ngác, không hiểu được, nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của anh. Ở đâu lại có chuyện hơi như vậy chứ? Ông lẩm bẩm khó hiểu, lắc đầu đi vào bếp. Ở cùng ông chủ, ông thật sự sắp ngu ngốc luôn rồi. Giang Tử Vũ bước lên xe Lamborghini phiên bản giới hạn màu đen rồi đi. Anh lúc nào cũng đi một mình như vậy, nếu không để ý, cứ nghĩ anh là đại thiếu gia ăn chơi lêu lổng không hơn không kém. Anh có một hình xăm dọc bên cổ màu sắc bắt mắt, nhưng ít ai có thể thấy rõ được vì lúc nào trên người anh cũng là bộ tây trang phẳng phiu cả lên tới cúc áo cuối cùng, hoàn toàn đối lập với Giang Tử Vũ của hiện tại. Tại tập đoàn KS, Mạnh Khuyết Khuyết đứng chần chờ hồi lâu, hít một hơi dài để ổn định sự kích động của mình, bước vào. Phía bên đường, chiếc Lamborghini phiên bản giới hạn màu đen dừng đối diện với cô. Cô dần khuất sau cánh cửa kính, chiếc xe cũng bắt đầu lăn bánh. Mạnh Khuyết Khuyết vừa bước vào. Cô là Mạnh Khuyết, đúng không vậy? Một cô gái xinh đẹp mặc bộ công sở màu đen nở một nụ cười tiêu chuẩn. Dạ vâng ạ. Em... Cô hơi hồi hộp. Em vào đi, cuộc phỏng vấn bắt đầu từ sớm rồi. Còn mình em thôi đấy. Cô ta cười, xoay người đi vào trong. Mạnh Khiết Khiết đờ đẫn bước theo. Không cần nói, cô biết là mình bị loại. Cô khóc không xả nước mắt, nghĩ trong lòng. Cửa phòng mở ra. Mọi người đều dồn ánh mắt về phía phát ra tiếng động. Mạnh Khiết Khiết nuốt nước bọt, gục mặt xuống. Cô không biết tại sao mọi âm thanh đều biến mất, yên tĩnh đến mức kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Cô ngẩng mặt lên. Mạnh Khiết Khiết đều ra. Mọi người trong phòng đều đã để mất, chỉ còn một mình cô. Cô Mạnh, chúc mừng cô đã được nhận. Cô gái xinh đẹp vừa rồi nhìn cô nói. Mạnh Khiết Khiết khi nghe câu này còn kích động hơn, cô cũng chưa phỏng vấn mà. Cô nặn ra nụ cười gượng gạo, gật gật đầu. Sáng mai, đúng 7 giờ, có mặt, tôi sẽ sắp xếp cho cô. Cô ta nói xong, đạp xe cao gót rời đi. Cô cúi đầu bước theo ra ngoài. Cô vừa rời khỏi cổng thì thở phào. Công ty lớn phỏng vấn đơn giản như vậy sao? Mình nghe ai cũng nói rất khó mà. Mình mới tốt nghiệp, sao lại dễ dàng như vậy? Có cái gì sai sai thì phải. Cô lẩm bẩm mà không biết chỗ nào không đúng. Từ trên tầng, một đôi mắt đen láy vẫn nhìn cô, ý cười không rõ ràng trên khóe môi. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Giọng anh lạnh nhạt, dù không lớn nhưng người bên ngoài vẫn nghe rõ. Anh cũng không nhìn lại. Người bước vào là cô gái vừa rồi, Trưởng Mẫn. Giang tổng, đây là văn kiện anh cần. Cô ta cười cười đặt lên bàn. Ờ, cô biết mình nên làm gì rồi chứ? Anh không biểu cảm gì, cũng không quay lại. Tôi biết rồi, Giang tổng, anh cứ yên tâm đi. Cô ta gật gật đầu đáp. Ra ngoài đi. Anh không biểu cảm gì, lúc này mới xoay người lại, đi đến chiếc ghế xa, ngồi xuống, dáng vẻ tùy ý. Vậy tôi ra ngoài. Cô ta cung kính nói, xoay người, đạp xe cao gót bước ra cửa.
Cô ta thở phào. Làm việc với Giang Tổng như quả bom nổ chậm, không biết khi nào sẽ tàn xác. Lúc này mọi người đang trong giờ nghỉ trưa nên bắt đầu bàn tán chuyện sáng này. Cô gái đó là mới tốt nghiệp sao lại được nhận vậy? Tôi làm sao biết được? Trường Mẫn vừa bước ra thì đã bị kéo sang hỏi không ngừng. Trường Mẫn giờ khóc giờ cười. Chị Mẫn, chị có biết tại sao buổi phỏng vấn lại bị hủy không vậy? Tại sao chỉ có mình em gái đó được nhận? Mọi câu hỏi đều đổ dồn về phía cô ta. Trường Mẫn liếc mắt. Việc này tôi không rõ. Tôi cũng như mọi người thôi. Tranh thủ nghỉ ngơi đi. Tôi còn việc phải làm. Cô ta nặn ra nụ cười tiêu chuẩn rời đi. Mọi người chỉ nhìn nhau. Mạnh Khiết Khiết nhìn cửa hàng quần áo hồi lâu, hít một hơi bước vào. Dù sao cũng phải mua vài bộ công sở để mặc, không thể qua loa được. Cô nhìn cái thẻ đáng thương của mình. Chào em cần gì để chị giúp em tìm? Một nữ nhân viên cười tiêu chuẩn. Em muốn chọn quần áo để đi làm mà không biết công ty đó có bắt buộc phải mặc thế nào. Cô hơi suy nghĩ, chậm rãi nói. Công ty nào vậy? Cô gái đó vội hỏi. Công ty KS à? Cô cũng không suy nghĩ gì. Nữ nhân viên đó cứng người, há hốc mồm. À, em là Mạnh Khiết Khiết, đúng không vậy? Cô ta vội phản ứng, nở nụ cười tiêu chuẩn. Cô mày móc gật gật đầu. Sao ai cũng biết mình vậy? Em gái, công ty KS thường sẽ có sắp xếp cách ăn mặc theo từng bộ phận. Em làm bộ phận nào? Cô ta cười cười giải thích. Trong đầu cô hiện ra dấu chấm to đùng, mắt chớp chớp ngây ngốc. Cô đành gật gật đầu ra về. Chức vụ gì làm sao cô biết được chứ? Công ty lớn thường như vậy sao? Thật khó hiểu. Cô lẩm bẩm đi ra khỏi cửa hàng. Cô gái vừa rồi trong cửa hàng bước ra thở phào nhìn Mạnh Khiết Khiết. Khó hiểu thật. Cô ta lẩm bẩm gãi gãi đầu, xoay người lại đi vào trong. Vừa rồi nhận được cuộc gọi của chủ quản, cô ta cũng không biết là ý gì, chỉ làm theo lời dặn dò. Cô ra khỏi cửa hàng khá xa, bỗng gặp người không muốn gặp. À, Khiết Khiết, có đúng không vậy? Đã lâu không gặp. Cô ta nhếch mép cười đắc ý, bên cạnh còn đang ôm chặt lấy người đàn ông. Người đó không ai khác, chính là người từng theo đuổi cô lúc còn học đại học. Thật trùng hợp, cô nở nụ cười tiểu chuẩn. Em khỏe chứ? Anh ta nhìn cô chầm chầm. Tất nhiên rất khỏe, bạn trai tôi rất tốt với tôi, còn chuẩn bị kết hôn. Cô nhớn mày nhìn hai người. Bỗng họ phá lên cười. Cô là đang tức giận, việc bị Đàm phát đá, nên nói như vậy có đúng không? Cô nghĩ chúng tôi ngốc nghếch như vậy sao? Cô ta buông tay ra, bước đến nhìn cô. Hà hà, cô nghĩ người như anh ta đáng để tôi phải buồn ư? Chợt chợt, cô lầm rồi. Người yêu tôi đẹp trai gấp ngàn lần so với anh ta, là cực phẩm. Thứ hàng nhái này tôi không cần. Cô bĩu môi nói. Đàm phát đen mặt khi nghe lời này. Cô ta tức giận đến đỏ mặt, bỗng nhiên nhìn Mạnh Khiết Khiết cười lạnh. Mạnh Khiết Khiết hơi không tự nhiên khi hai người nhìn mình như vậy. Tháng sau, bạn học của chúng ta mở một buổi tiệc. Hy vọng lúc ấy, cậu sẽ đưa người bạn trai cực phẩm của mình đến. Cô ta nhếch mép đưa thiệp mời cho cô. Tất nhiên, tôi sẽ đến. Xin lỗi, anh ấy đang đợi tôi đi trước. Mạnh Khiết Khiết nhớn mày đi qua hai người bọn họ. Em sao lại nói như vậy? Đàm phát khó chịu nhìn cô ta. Anh yên tâm đi, loại người như Mạnh Khiết Khiết chỉ được có cái nói khoác thôi. Anh chờ mà xem. Cô ta khẽ cười ôm lấy Đàm phát. Đàm phát cũng cười rụ lên. Anh ta cũng biết người như Mạnh Khiết Khiết sẽ không chủ động quen biết ai. Có lời cô nói chắc chỉ là cho hả giận mà thôi. Bọn họ chờ xem cho cười mà cô nghĩ ra. Sau khi trở về nhà, bước vào phòng nằm xuống giường. Mạnh Khiết Khiết, mày nói dối như vậy làm gì chứ? Đau ở đâu ra? Người mày nói chứ? Cô lẩm bẩm là lộn trên giường. Khiết Khiết, con về rồi sao? Mẹ cô, Phùng Tú Chi vọng ra từ bếp hỏi. Con về rồi, mẹ không đi làm sao? Cô trấn tĩnh lại, hít một hơi đứng dậy, mở cửa bước ra ngoài. Hôm nay mẹ không đi làm à? Cô khẽ cười hỏi đi vào bếp. Khụ khụ,
Mẹ hơi mệt nên xin nghỉ. Con phỏng vấn thế nào rồi? Mẹ cô khẽ cười. Con được nhận rồi, mẹ đừng đi làm nữa, con sẽ nuôi mẹ. Cô ôm lấy mẹ mình nũng nịu. Hay, mẹ không sao đâu, chỉ bị cảm nhẹ thôi. Bà khẽ cười nói. Bà biết rõ ý con gái mình, nhưng bà không muốn cô phải mệt mỏi thêm. Mẹ, cô khẽ gọi. Thôi được rồi, lớn rồi, sắp có chồng đến nơi, con làm nũng với mẹ, dọn cơm ra đi. Bà chỉ cười lắc đầu. Con sẽ không lấy chồng, chỉ ở với mẹ thôi. Cô bĩu môi. Bà chỉ cười. Sau khi ăn cơm dọn dẹp xong, cô đi vào trong trèo lên giường, nằm xuống, nhìn lên trần nhà. Bất giác, cô lại nhớ đến nụ hôn đầu tiên của cô bị một tên lưu manh cướp mất. Tức quá mà, đừng để tôi biết là ai. Cô tức giận lẩm bẩm, lấy chăn trùm kín người mình lại. Tại tập đoàn KS, trên tầng cao nhất. Cô chỉ có làm như vậy. Giọng nói trầm lạnh vang lên. Giang Tử Vũ xoay ghế về phía cửa sổ, cũng không quay lại, dáng vẻ tùy ý. Cô gái tên là Trương Mẫn hơi cúi người. Vâng, tôi hiểu rồi, vậy tôi ra ngoài. Cậu ta nuốt nước bọt. Như đợi được lệnh, cậu ta mày móc đạp xe cao gót ra ngoài, đóng cửa lại. Cậu ta thở phào bước vào thang máy, xuống tầng dưới. Mạnh Khuyết Khuyết vừa bước vào. Xin hỏi, phòng nhân sự ở đâu ạ? Em đến nhận việc. Cô lễ phép hỏi. Cô gái kia chưa kịp trả lời đã bị Trương Mẫn cắt ngang. Em theo chị. Cô ta nhìn cô. Vâng ạ. Cô gật đầu bước theo sau. Hai người vào trong thang máy lên tầng. Em làm việc gì vậy chị? Cô thăm dò hỏi. Thư ký riêng của chủ tịch. Em rất may mắn đấy. Cô ta chỉ cười. Hả? Em... Cô trợn tròn mắt kinh ngạc. Sinh viên mới ra trường như cô sao có thể chứ? Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của mình, cô nào dám nói. Thang máy mở ra, đi theo cô ta vào văn phòng. Em ngồi đi, chị lấy hợp đồng cho em xem. Nếu đồng ý, em ký vào là có thể làm việc. Cô ta đi đến lấy bàn hợp đồng đặt trước mặt cô. Cô nhận lấy, lật ra xem. Mắt cô trợn tròn khi nhìn con số trên bàn hợp đồng. Cái này, chị có nhầm không? Cô lắp bắp chỉ vào con số trên. Em gái, công việc này không đơn giản đâu. Nếu em được nhận, hẳn là có tài năng gì đó. Chỉ cần ở đây, giả câm giả điếc trong một số trường hợp, hẳn con số này có thể thêm. Cô ta thản nhiên nói. Mạnh Khiết Khiết khi nghe câu này hơi ngây ngốc. Là sao? Cô cảm thấy rất tốt mà, cầm bút ký tên vào. Cô ta gấp hợp đồng lại. Mạnh Khiết Khiết hồi hộp, chờ đợi. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô được nhận vào làm chính thức, còn là thư ký riêng của chủ tịch nữa chứ. Vậy khi nào bắt đầu làm việc ạ? Cô khẽ hỏi. Ngay bây giờ, em theo chị đến gặp chủ tịch. Cô ta nói xong, cầm hồ sơ đứng dậy. Cô gật gật đầu đi theo sau. Cốc cốc, cô ta đi đến cánh cửa lớn, gõ. Vào đi. Một giọng nói trầm lạnh vang lên, dù không lớn nhưng người bên ngoài có thể nghe thấy. Mạnh Khiết Khiết sợ nuốt nước bọt. Sao lại đáng sợ thế? Cửa mở ra, hai người bước vào. Ra ngoài, anh vẫn không quay lại. Cô ta gật gật đầu, vỗ nhẹ lên vai cô, xoay người đi ra ngoài. Mạnh Khiết Khiết tay nắm chặt lại, hơi sợ. Khi cánh cửa khép lại, lúc này anh mới xoay ghế lại nhìn cô. Mạnh Khiết Khiết hơi ngẩn ra. Sao chủ tịch lại trẻ như vậy, còn là cực phẩm nữa chứ? Không biết anh đã đến từ lúc nào, đứng trước mặt cô cúi xuống. Anh rất cao, cô dù đã mang giày cao gót, vẫn chỉ trên vai anh một chút. Tay nâng cằm cô lên, đối diện với anh. Cô ngây ngốc, không kịp phản ứng. Mùi vị của em rất hợp với tôi. Anh cúi xuống, thì thầm bên tai cô. Khi nghe lời nói đầy ái muội này, mặt cô đỏ lên. Anh là cái tên lưu manh, cưỡng hôn tôi. Cô lắp bắp, trợn tròn mắt. Cô cố lùi về sau nhưng không có tác dụng gì vì cằm bị anh giữ lại. Hửm. Anh áp sát vào cô. Chân cô vô thức lùi lại. A! À, cô la toáng lên, gã xuống bàn làm việc của anh. Anh áp sát xuống, tư thế hai người vô cùng mập mờ. Em nói xem, không chỉ là hôn, có muốn ăn trọn em. Giọng anh thì thầm.
Đủ điên, anh tránh xa đi, tôi không làm nữa. Tay cô đặt lên ngực anh, đẩy ra khoảng cách. Cô né tránh ánh mắt nguy hiểm từ anh. Chợt chợt, tùy em nên xem kỹ hợp đồng mà em ký vào. Anh nhếch mép, đứng thẳng người dậy, không trêu chọc cô nữa. Thật sự anh sắp không nhịn được. Cô vội vã tránh xa anh ra, đi đến xem bản hợp đồng trên bàn. Mạnh Khiết Khiết đứng hình. Nếu tự ý kết thúc hợp đồng sẽ bồi thường gấp đôi số tiền. Anh thản nhiên ngồi xuống ghế, tùy ý nâng mắt nhìn cô. Anh cố ý đúng không? Cô trợn mắt quát lên. Hợp đồng là em tự nguyện ký, tôi không làm gì cả. Anh nhún vai tỏ vẻ vô tội. Anh đồ lưu manh biến thái. Cô lẩm bẩm tức điên lên. Cô làm gì có tiền mà bồi thường hợp đồng chứ? Cô nghĩ trong lòng. Đi thôi. Anh thấy cô ngây ngốc nhịn không được, khóe môi cong lên, đứng dậy. Đi đâu? Cô mới phản ứng hỏi. Khách sạn, hay em muốn tại đây? Anh nhớn mày cười xấu xa. Anh, cái đồ điên. Anh làm một mình anh đi, tôi không điên như anh đâu. Cô tức giận mắng. Để xem đã, anh không biểu cảm gì. Loại người như vậy sao lại được làm ông chủ lớn chứ? Chắc chỉ dựa vào gia đình thôi, cô nghĩ trong lòng. Vậy sao, em nghĩ hơi nhiều. Anh nhớn mày gõ nhẹ lên trán cô. Anh... Cô ôm trán, trợn mắt nhìn anh đầy bất mãn. Anh đã đi đến cửa. Hay muốn tôi bế em ra hầm? Anh cũng không quay lại. Tôi tự đi được. Cô trợn mắt gắt bỏ đi theo. Sao lại xui xẻo như vậy chứ? Tên lưu manh, rồi lại là ông chủ. Tức quá đi mà. Cô lẩm bẩm. Không biết anh đứng lại từ lúc nào, cô không để ý, đấm thẳng vào lưng anh. À, cô xoa xoa mũi, trợn mắt lên án nhìn anh. Thư ký nhỏ, em thật sự biết lợi dụng tôi đấy. Anh nhớn mày nói. Lợi dụng cái quỷ nhà anh, đồ xấu xa biến thái. Anh nhếch mép. Thời gian còn dài, tôi từ từ chơi với em. Mạnh Khuyết đổ đẫn, là cái quỷ gì? Mọi người cùng kính cúi đầu chào khi thấy anh bước ra. Mạnh Khiết Khiết bĩu môi. Lưu manh, có gì mà lại sợ như vậy chứ? Thư ký mới của đại boss đấy. Sợ chỉ được vài ngày thôi. Đúng đấy, ngài ấy thật sự không dễ chọc vào. Mọi người bắt đầu cá cược với nhau. Cô chậm gì gì theo anh xuống tầng hầm bãi đỗ xe. Anh khoanh tay trước ngực, lưng dựa vào xe, nhìn cô. Cô liếc xéo anh, đi đến cửa xe phía sau. Tôi không phải tài xế của em. Anh không biểu cảm gì. Tay cô khựng lại, hít một hơi, đi lên mở cửa ghế phụ, bước vào. Anh hài lòng bước vào. Tôi nói cho anh biết, anh có nợ tôi đấy. Cô tức giận lẩm bẩm. Hởm, nợ cái gì? Anh nhớn mày. Nụ... Thôi, coi như tôi xui xẻo. Cô ghét bỏ, nhìn ra cửa sổ. Thú vị, thật sự muốn ăn em ngay bây giờ. Khóe môi anh khẽ cong lên. Tay cô che ngực mình, cảnh giác nhìn anh. Mạnh Khiết Khiết, em thật sự rất khó tưởng tượng. Anh thản nhiên nói, anh thật sự yêu chết cái dáng vẻ này của cô. Anh không trêu chọc cô nữa. Xe dừng lại trước trung tâm thương mại. Cô liếc mắt nhìn anh, vẫn là khó chịu đi theo sau. Tên lưu manh này đến đây làm gì không biết. Thật xui xẻo ba đời mới gặp phải ông chủ lưu manh như vậy. Hay, cô lẩm bẩm bất lực. Hai người vào một cửa hàng quần áo cao cấp. Nhân viên đều cúi chào. Vào thử đi. Anh ngồi xuống ghế, không biểu cảm nhìn cô. Tôi... Cô chỉ tay vào mình như không thể tin tưởng vào ai. Mạnh Khiết Khiết nhìn mình trong gương, không khỏi ngẩn người. Tuy anh thật sự đang ghét, nhưng lại chọn trang phục rất tinh tế, mà hình như... Anh thật sự bị điên hả? Ai đi làm mà ăn mặc như đi tiệc vậy chứ? Cô nhíu mày, khoanh tay trước ngực, đi đến đứng trước mặt anh. Anh nương mắt, khóe môi cong lên. Mạnh Khiết Khiết, mặt bỗng ửng hồng, quay sang nơi khác. Nụ cười này giống như là câu dẫn người vậy. Đúng là, cô nghĩ trong lòng. Bỗng dưng cằm cô bị anh niết nhẹ. Thật là muốn ăn em mà. Chọc chọc, anh liếm khóe môi. Đồ lưu manh biến thái. Cô vội mắng, đẩy mạnh tay anh ra khỏi cả mình. Anh cũng không muốn làm cô đau nên không chịu cô nữa. Tôi thay ra được rồi chứ? Cô khó chịu. Không mà càng tốt,
nhưng nơi này không thích hợp lắm. Anh nhớn mày. Anh có thể ăn nói sạch sẽ chút không? Hử, tôi không rảnh nói chuyện với tên lưu manh như anh. Cố mắng xoay người lại ngượng ngùng. Chưa kịp phản ứng đã bị anh kéo lại. Hai người kề sát vào nhau, hơi thở nóng bỏng phả vào tai cô. Thay ra làm gì, em phải đến bữa tiệc cùng tôi. Thư ký như em không thể vắng mặt được. Anh thản nhiên thì thầm. Hả, tiệc gì? Cô ngẩn người. Mới vào làm ngày đầu tiên đã phải đi tiệc, tên này lại muốn giở trò gì đây? Em sẽ biết ngay thôi, em thật thơm. Anh nhớn mày cười đầy ẩn ý. Mạnh Khiết Khiết nghe lời nói mập mờ này càng muốn tìm cái lỗ mà trốn khỏi anh. Cũng tại cái bản hợp đồng chết tiệt đó, nghỉ không được, làm lại không xong. Anh thấy biểu cảm trên mặt cô rất đáng yêu, nhưng cũng phải kiềm chế một chút. Đi thôi nhóc con, đừng làm tôi đổi ý. Anh kéo cô áp sát vào anh. Mạnh Khiết Khiết ngơ ngác. Đổi ý thì tốt, tôi không phải đi cùng anh. Đó là suy nghĩ trong lòng cô, lại không dám nói ra. Cô cũng không hiểu được ý anh là gì. Bây giờ thì cô đã hiểu câu nói của trợ lý Trương lúc nãy rồi. Làm việc với anh sớm muộn gì cũng điên thôi. Anh buông tay ra đi. Giữa tôi với anh là ông chủ với nhân viên, người khác sẽ nghĩ gì chứ? Cô khó chịu kéo tay anh đang ôm chặt lấy eo mình ra. Nói gì? Anh thản nhiên như không có gì. Nhân viên trong cửa hàng đều ngó sang nơi khác như không thấy gì. Mạnh Khiết Khiết cảm thấy bất lực. Thấy hai người vừa ra khỏi, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Sau khi lên xe, cô lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh chăm chú lái xe, cô đều thấy rõ do phản chiếu của kính. Quả thật anh rất sắc sảo. Nếu như... cô miên man suy nghĩ. Em có thể trực tiếp nhìn tôi, tôi không ích kỷ với em việc này. Anh không biểu cảm gì, cũng không nhìn cô. Mạnh Khiết Khiết xấu hổ cúi gằm mặt xuống, mặt ửng hồng lên. Miệng thì mắng người ta mà lại đi nhìn trộm, thật là mất mặt. Anh thấy cô như vậy đáng yêu muốn chết. Xe rất nhanh dừng lại trước khách sạn cao cấp. Mạnh Khiết Khiết chần chừ hồi lâu. Ai làm thư ký ngày đầu tiên phải đi dự tiệc mà còn không nói lời nào? Đi là đi chứ. Đúng là lưu manh, đội lốt thượng lưu mà. Mà ông chủ người ta sẽ có tài xế, trợ lý đủ kiểu, còn anh ta thật sự là ông chủ của cây S sao? Cô mông lung suy nghĩ. Bất ngờ một bàn tay thon dài vòng tay ôm lấy eo nhỏ của cô, kéo sát vào người anh. Anh làm cái gì vậy? Buông tay ra đi. Cô trợn mắt nói khẽ. Anh cúi xuống nhếch mép. Nhìn hai người đúng là cặp tình nhân thân mật. Người đó là Giang Tổng đúng không vậy? Hẳn cô gái đó là người yêu của ngài ấy rồi. Ngưỡng mộ chết đi được. Mọi lời bàn tán đều đổ dồn về cặp đôi hoàn hảo vừa bước vào. Mạnh Khiết Khiết nở nụ cười tiêu chuẩn, nhưng trong lòng lại khóc không xả nước mắt. Tên lưu manh này rất biết cách lợi dụng mà không thể làm gì được, thật là tức muốn chết mà, cô nghĩ trong lòng. Cô đảo mắt, bàn tay nhỏ lần mò nhó mạnh vào hông anh. Anh nhíu mày, bỗng cũng không làm gì, chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô như chuồn chuồn lướt nước. Tôi đã nói, mùi vị của em rất hợp với tôi, đừng để tôi không kiềm chế được chính mình. Anh thì thầm bên tai cô. Mạnh Khiết Khiết muốn tìm cái lỗ chui xuống đất trốn, sao lại có tên lưu manh còn mặt say như vậy chứ? Bên ngoài nhìn vào thì tư thế hai người quả thân rất mập mờ. Một người đàn ông trẻ tuổi bước đến. Giang Tổng, cảm ơn ngài đã nể mặt đến dự. Còn đây là người mà Giang Tổng từng nhắc đến. Anh ta cười vui vẻ, bỗng nhìn sang cô. Mạnh Khiết Khiết ngẩn ra, nhắc cái quỷ gì, tôi mới đi làm hôm nay mà. Khách sáo làm cái gì, tôi cũng không rảnh tán gẫu với cậu. Anh nhếch mép. Hai người làm cái trò gì vậy? Một cô gái mặc bộ lễ phục màu hồng nhạt bước đến, ôm tay Lâm Trạch, cô là Phan Tiểu Vân. Hà hà, thì còn ai nữa? Lâm Trạch gắt bỏ nhìn anh. Tử Vũ, đây là bạn gái anh sao? Bởi vậy trước đây anh chê em. Cô ta bĩu môi nhìn hai người. Thế nào, ganh tị sao? Anh nhớn mày. Mạnh Khiết Khiết mím môi, lướt mắt nhìn anh. Nói cái quỷ gì vậy, mình gặp anh ta mới hai lần thôi mà.
Hờ, em đừng có nhìn cái vẻ bề ngoài mà mơ tưởng. Anh ta niết nhẹ cằm Phan Tiểu Vân cưng chiều. Mạnh Khiết Khiết giờ khóc giờ cười, bạn của Lưu Mạnh nói chuyện cũng lạ lạ. Sau khi chào hỏi một lượt, cô cùng Phan Tiểu Vân đi đến trước bàn có rất nhiều đồ ăn. Cô lại rất thích đồ ăn ngọt. Cô lấy một mẩu bánh đặt vào dĩa, cắn một miếng. À, cô làm sao quen được Giang Tư Vũ vậy? Cô ta lờ đãng hỏi. Khụ khụ. Mạnh Khiết Khiết vừa nghe câu hỏi này thì ho sặc sụa. Nói thế nào đây, bị anh ta cưỡng hôn sao? À, đây là tiệc đính hôn của cô sao? Chúc mừng. Cô vội bắt sang chuyện khác. Phan Tiểu Vân nghi hoặc nhìn Mạnh Khiết Khiết. Mạnh Khiết Khiết nở nụ cười gượng gạo, tiếp tục ăn bánh ngọt. Hay, cô thật sự lợi hại. Tôi quen anh ta từ lúc còn đi học đến giờ, còn anh ta thì chẳng đặt ai vào mắt. Cô ta thở dài lên tiếng. Anh ta có cái gì tốt chứ? Chỉ được cái bộ dạng yêu nghiệt thôi. Cô lẩm bẩm. Hả? Chẳng lẽ hai người cái đó? Cô ta trợn tròn mắt, không thể tin nổi, nhìn Mạnh Khiết Khiết. Hả? Mạnh Khiết Khiết trong đầu chỉ có dấu chấm hỏi to đùng khi cô ta phản ứng lớn như vậy. Chẳng lẽ mình nói sai cái gì sao? Lúc này Giang Tư Vũ thản nhiên bước đến. Hai người nói gì mà vui vẻ vậy? Anh nhìn Mạnh Khiết Khiết. Mạnh Khiết Khiết hơi giật mình, lui về phía sau. Hà hà, nói cái gì chứ? Anh ăn bánh ngọt không? Ngọt lắm. Mạnh Khiết Khiết nở nụ cười gượng gạo, đưa bánh kèm lên. Bất ngờ anh cúi xuống hôn lên môi cô. Ừ, ngon thật. Anh liếm khóe môi. Mạnh Khiết Khiết gần người, mặt ửng hồng lên. Hắn thật sự không biết đây là đâu sao? Cô đưa tay lên muốn tát vào mặt tên lưu manh này. Cổ tay bị anh nắm lại, hôn nhẹ lên bàn tay cô. Nơi nào của em cũng có mùi vị khiến tôi không thể kiềm chế được. Anh áp sát thì thầm vào tai cô. Mạnh Khiết Khiết khi nghe câu nói mập mờ này, cô càng xấu hổ lợi hại hơn. Cái gì mà nơi nào? Đúng là tên xấu xa, vô liêm sỉ, lưu manh mà. Cô tức giận trợn mắt nhìn anh. Phan Tiểu Vân và mọi người có mặt cũng hơi khựng lại. Là đang tuyên bố chủ quyền sao? Buổi tiệc rất nhanh được bắt đầu. Cô nhìn cặp đôi trên sân khấu rất ngưỡng mộ. Thật hạnh phúc biết bao khi có thể ở cạnh người mình yêu. Em lại đang nói với tôi hử? Anh nhớn mày. Hử, ai nói với anh chứ? Tôi không thích một tên lưu manh, lại không có lý lẽ. Cô tỏ ra ghét bỏ. Vậy sao? Là cứ trực tiếp làm, không cần rườm rà. Rất hợp ý với tôi. Anh cười xấu xa nhịn cô. Anh... Mạnh Khiết Khiết thật sự tức chết với anh. Mới ngày đầu tiên đã bị chiếm tiện nghi như vậy, ngày tháng sau này phải làm sao đây? Nếu biết ông chủ là tên lưu manh này, hẳn mình sẽ không ký vào bản hợp đồng chết tiệt đó. Cô lẩm bẩm khó chịu. Em yên tâm, tôi công tư rõ ràng. Anh thản nhiên trả lời. Mạnh Khiết Khiết trợn tròn mắt. Anh biết thuật động tâm nữa sao? Cô suy nghĩ. Em nghĩ sao? Anh cúi xuống gần cô. Sau khi buổi tiệc đính hôn kết thúc, mọi người chào nhau ra về. Mạnh Khiết Khiết bực bội, chậm gì gì đi theo phía sau anh. Cô cứ suy nghĩ, anh dừng lại lúc nào cũng không biết, đâm thẳng vào lưng anh. À, cô xoa xoa mũi mình, trợn mắt nhìn anh lên án. Anh xoay người lại nhìn cô, khóe môi cong lên. Mạnh Khiết Khiết, em thật sự rất đáng yêu. Tôi thật sự rất... Anh nhớn mày lại, kéo dài âm cuối. Vừa nghe câu này của anh, cô tức giận, giẫm giày cao gót lên giày anh, đi một mạch ra ngoài. Anh nhìn số giày trên chân mình, khẽ cười đi theo. Tất cả hành động của hai người đều bị bọn họ thu vào mắt. Anh nói xem, cô gái đó với Giang Tử Vũ có quan hệ gì? Phan Tiểu Vân nghi hoặc hỏi. Lâm Trạch nhún vai, đút tay vào túi, xoay người vào trong. Phan Tiểu Vân nhìn theo đầy bất mãn. Cô ta vội bước theo, nhéo tai Lâm Trạch, lực cũng không hề nhẹ. Đâu, em làm cái gì vậy? Anh ta la lên. Hừ, anh mới đây đã ức hiếp em rồi, xem em chị anh thế nào. Cô ta nhéo tay anh, kéo vào trong. Giờ này cũng không còn sớm, đã hơn 7 giờ tối. Xe anh dừng trước nhà hàng biển. Sao lại dừng ở đây? Cô nghi hoặc hỏi anh.
Tất nhiên là đến ăn rồi, không lẽ đến ngắm cảnh? Anh nhớn mày thản nhiên đi vào. Mạnh Khiết Khiết bĩu môi, hừ, đáng ghét. Cô lẩm bẩm đi theo sau. Cửa phòng bao mở ra, cửa sổ hướng về hướng biển, những tiếng sóng vỗ hòa cùng tiếng gió. Cô đi đến hít một hơi, thật sự rất thoải mái, nhưng lại hơi lạnh. Anh thở dài, lấy áo choàng lên cho cô. Hơi ấm bất ngờ bao trùm làm cô hơi ngẩn người. Cô ngẩng mặt lên nhìn anh. Lạnh lắm, vào trong ngủ đi. Tôi không muốn ngày đầu tiên đi làm thư ký của mình lại bị cảm. Anh cúi đầu xuống nhìn cô. Cô gật gật đầu. Sao tự dưng lại dịu dàng như vậy chứ? Khó hiểu. Thức ăn rất nhanh được bày ra. Cô nhìn đến hoa cả mắt. Tôi không khách sáo đâu. Cô bắt đầu cầm đũa lên. Đồ tham ăn. Tuy nói như vậy nhưng khóe môi anh lại còng lên. Sau khi ăn uống xong, anh đưa cô về trước cổng nhà. Thấy cô đã vào, anh mới lái xe rời đi. Cô vào trong nhà, mẹ cô ngồi trên ghế đang xem tin tức. Đó là bản tin tài chính. Cô liếc mắt bỗng khựng lại. Người trong bản tin tài chính nước ngoài không ai khác chính là... Khụ khụ. Cô hò khẽ để bớt xấu hổ. Có sao vậy? Đồ ở đâu mà đẹp như vậy? Giá chắc là không hề rẻ. Mẹ cô nghi hoặc hỏi khi thấy con gái mình khoác lên người bộ lễ phục bắt mắt như vậy. Còn chiếc áo... Hà hà, con đi dự tiệc với ông chủ. Người ta tốt bụng cho con mượn đấy. Cô nở nụ cười gượng gạo. Cô quên mất là con khoác áo của anh. Còn bộ lễ phục cũng là ông chủ con bảo mặc. À, con là thư ký riêng, cũng không thể qua loa để ngài ấy mất mặt được. Cô cười cười. Ông chủ tốt đến như vậy sao? Mà con mới tốt nghiệp lại được nhận làm thư ký riêng. Công việc này cũng không phải dễ dàng. Bà hơi không tin tưởng. Ha ha, tại con gái mẹ giỏi mà. Cô cười, sơ sơ mũi, hơi xấu hổ. Bà hơi sững người. Có cần tự tin như vậy không? Bà nghĩ nhưng không dám nói. Thấy mẹ mình như vậy, cô lại càng xấu hổ hơn. Con vào thay quần áo cái nhé. Mẹ ăn cơm chưa? Cô cười cười. Mẹ ăn rồi. Con ăn chưa? Để mẹ hâm nóng lại. Bà với theo nói. Con ăn rồi, mẹ cũng nên ngủ sớm đi. Cô vọng ra nói với mẹ. Được rồi, con cũng nên ngủ sớm. Bà nói rồi tắt tivi đi vào trong phòng. Sau khi tắm rửa, thay quần áo xong, cô nằm ườn trên giường. Mạnh Khiết Khiết hơi ngẩn ra, tự dưng cô lại nghĩ đến anh. Giang Tử Vũ không về nhà, anh lái xe đi đến gần bãi biển. Anh tùy ý ngồi phía trước xe, tay cầm bật lửa. Tạch một tiếng, đốm lửa nhỏ của điếu thuốc lóe lên. Làn khói mỏng bay lượn hòa cùng gió lạnh. Em hẹn tôi ra đây làm gì? Anh cũng không nhìn lại. Cô gái xinh đẹp với mái tóc dài, mặc chiếc váy dài ngang gối, bước đến trước mặt anh. Tử Vũ, anh còn giận em sao? Cô ta níu tay anh, mắt phiếm hồng. Cô là Tần Ngọc. Anh nhếch mép lạnh lùng rút tay lại. Giận? Tại sao? Anh không biểu cảm gì, hỏi ngược lại. Em sai rồi. Chúng ta làm lại từ đầu được không? Em hứa sẽ thay đổi. Cô ta hơi kích động. Sai hay đúng đã không còn quan trọng với tôi nữa. Nếu hẹn gặp tôi chỉ vì chuyện này, hẳn cũng không còn gì để nói. Anh thản nhiên đứng dậy bước đi. Cô ta vội ôm chầm lấy anh từ phía sau. Tử Vũ, em sẽ thay đổi. Em hứa sẽ nghe lời anh. Em yêu anh. Cô ta nghẹn ngào. Em đã quá đề cao mình rồi, Tần Ngọc. Anh không biểu cảm gì, kéo tay cô ra rời đi. Bước lên xe cũng không nhìn lại. Cô ta nhìn theo hướng xe, mím môi, tay nắm chặt lại thành nắm đấm. Tại tập đoàn KS, Mạnh Khiết Khiết vội vàng xuống khỏi xe taxi, nhìn thời gian. À, cô chưa kịp đi mấy bước đã la toáng lên vì vấp chân vào mặt đường trẹo chân. Cô xoa xoa chân. Có cần xui xẻo như vậy không chứ? Cô lẩm bẩm nhíu mày. À, Mạnh Khiết Khiết, có cần giúp đỡ không vậy? Cô ta cao giọng, khoanh tay trước ngực nhìn cô. Không cần, cảm ơn cậu. Cô khó chịu lên tiếng. Vậy sao?
Còn bạn trai giàu có, đẹp trai mà cậu nói đâu? Sao để cậu một mình khổ sở như vậy? Cô ta cười, giễu cợt nhìn một vòng. Mạnh Khiết Khiết bất lực. Do lúc đó tức giận, cô nói bừa, giờ đau ở đâu ra đây, cô khóc không ra nước mắt trong lòng. Cô đảo mắt. Bỗng một bóng sáng quen thuộc từ trên chiếc siêu xe dừng trước mặt cô bước xuống. Cô như tìm được phao cứu mạng. Sao anh bây giờ mới đến vậy? Mạnh Khiết Khiết nũng nịu, cố nhịn đau đứng dậy ôm lấy tay anh. Giang Tư Vũ nhếch mép, lại muốn lợi dụng anh ở, đâu dễ như vậy. Anh rũ mắt xuống, không cảm xúc gì nhìn cô. Cô ta nhìn anh đến gần người, với vẻ thèm thuồng, ganh tị. Anh giúp tôi đi, tôi hứa sẽ không mắng anh nữa. Anh nói cái gì, tôi cũng sẽ không cãi lại. Đi mà, Giang Tử Vũ. Cô niết nhẹ tay anh, nói khẽ, chỉ hai người nghe thấy. Là em nói. Anh nhếch mép, vòng tay ôm chặt lấy eo nhỏ của cô, áp sát vào anh. Cô đành thỏa hiệp vậy, dù sao cô cũng không muốn bị người khác cười chết. Đây là bạn trai cậu? Cô ta nghi hoặc hỏi. Cô ta không tin một người ưu tú như vậy lại thích Mạnh Khiết Khiết. Bạn em sao, bảo bối? Anh chăm chú nhìn cô, một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn sang cô ta. Ờ, đây là bạn trai mà tớ đã nói với cậu. Cô đắc ý cười nhìn cô ta. Cho tức chết cậu. Cô nghĩ trong lòng, cười đến vui vẻ. Tớ có việc đi trước, cậu nhớ họp mặt đưa bạn trai cậu đi cùng nhé. Cô ta nở nụ cười gượng gạo, đạp xe cao gót rời đi. Cô thở phào, vội vã đẩy tay anh ra, lùi về sau. À, cô đau, rền khẽ, nghĩ là sẽ lại đo đường thêm một lần nữa. Anh nhanh tay ôm chặt lấy cô. Em nghĩ lợi dụng tôi xong thì phủi mông không quen hờm. Anh nhếch mép, đầy ẩn ý nhìn cô. Mạnh Khiết Khiết dùng mình đuối nước bọt, cái loại áp bức để nguy hiểm. Tôi sẽ từ từ tính về em. Anh cúi xuống thì thầm bên tai cô. Mạnh Khiết Khiết mặt ửng hồng lên vì xấu hổ. Cô có thể cảm nhận được rất nhiều cặp mắt đều đổ dồn về phía hai người. Giang Tử Vũ đã sắp xếp quần áo cho cô. Mạnh Khiết Khiết thật sự không hiểu được, lại không dám hỏi. Có ai làm thư ký mà mặc đồ hiệu do chính ông chủ sắp xếp, còn đi xe thì là ông chủ đưa rước. Khoảng thời gian này hai người tương đối hòa hợp. Cô chống cằm nhìn anh đang chăm chú học video. Cô nghe người khác nói dáng vẻ hấp dẫn nhất của người đàn ông là lúc chăm chú làm việc gì đó. Cô thấy rất đúng, dù anh có hơi ngang ngược nhưng lúc làm việc lại hoàn toàn thay đổi. Anh nâng mắt lên, khóe môi cong lên, rất nhanh trở lại bình thường. Mọi người trong cuộc họp trợn tròn mắt như gặp quỷ. Lúc nãy đại boss đang cười có đúng không? Đó là câu hỏi chung của một đám nhân viên cấp cao. Sau khi cuộc họp kết thúc, thư ký nhỏ, em có thể trực tiếp đến nhìn. Anh nhếch mép nhìn cô. Cô lúc này mới phản ứng, mặt ửng hồng lên, cúi xuống vì xấu hổ. Ai đi nhìn trộm mà cứ bị bắt tại trận như vậy chứ? Em sang đây. Anh không biểu cảm gì. Cô chậm rì rì đi đến, vẫn cúi đầu xuống nhìn mũi chân mình. Anh đưa tay kéo cô lại, ngồi lên chân mình. À, cô giật mình la lên, vòng tay ôm lấy cổ anh, sợ ngã. Sao, em sợ cái gì hờm? Không phải em tuyên bố với mọi người tôi là bạn trai em sao? Anh thì thầm bên tai cô. Khi nghe lời này, cô càng xấu hổ hơn, vội rụt tay lại, đẩy mạnh anh ra để đứng dậy. Anh không buông tha, ôm chặt hơn. Lúc này cửa phòng gõ vang. Anh buông tay ra đi, để người khác thấy lại nói tôi cầu dẫn anh để được làm việc đấy. Cô khó chịu. Thấy không phải rất tốt sao? Tôi lại thích. Anh như có như không trả lời cô. Anh điên một mình anh đi, lùm anh. Cô gắt bỏ, cắn lên tay anh. Cô có thể cảm nhận được mùi máu tươi trong khoang miệng, mà anh vẫn không buông tay ra. Cửa phòng thì vẫn bị gõ vang. Anh... Cô trợn mắt. Lời chưa kịp nói hết đã bị môi anh phủ kín. Cô trợn tròn mắt. Đầu lưỡi anh bắt đầu tiến vào bên trong như là lãnh địa của mình mà càn quét. Cô
Cô cố dễ dụa lại bị tay anh khóa chặt, áp sát vào anh. Cứ tưởng chừng mình sắp ngạt thở mà chết, anh mới luyến tiếc dừng lại. Cứ thở hổn hển vẫn chưa thể tìm lại giọng nói của mình. Nhìn bờ môi cô sưng đỏ lên vì nụ hôn vừa rồi, anh tỏ vẻ hài lòng. Anh Giang Tử Vũ, anh có thể đừng có biến thái vô liêm sỉ. Tôi... Cô tức giận đẩy mạnh anh xa, đứng dậy lùi về sau giữ khoảng cách. Cái miệng nhỏ của em quá ngọt. Anh không để tâm liếm khóe môi. Cô tức muốn chết. Mặt của anh chắc còn dày hơn mặt đường luôn rồi. Vào đi. Anh không biểu cảm lên tiếng, dù không lớn cũng đủ để người bên ngoài nghe rõ. Cô vội chỉnh lại quần áo của mình, đi đến trước bàn cạnh đó ngồi xuống. Trợ lý trưởng Mẫn ôm tập văn kiện đi vào. Giang tổng, toàn bộ hồ sơ anh cần đều ở đây. Cô ta đặt lên bàn. Ờ, ra ngoài đi. Anh không mặn không nhạt, cũng không nhìn lên, tay vẫn lật văn kiện trong tay. Vâng, tôi ra ngoài trước. Cô ta nói xoay người rời đi. Lúc này Mạnh Khiết Khiết mới thở phào nhẹ nhõm. Anh thấy biểu cảm của cô lại khẽ cười. Vẫn là tên lưu manh, không hơn không kém. Thời gian này mình còn nghĩ tốt cho anh ta. Hờ, làm cùng tên này bị đùa giỡn giết thành ngốc luôn cho mà xem. Cô lẩm bẩm sờ lên môi mình. Giang tổng, tôi có thể hỏi anh một việc không? Cô ghét bỏ. Em nói xem. Anh cũng không nhịn lên. Hà hà, tôi thấy ông chủ lớn người ta ai cũng có tài xế, trợ lý đủ thứ, mà anh thì... Cô nghi hoặc. Tôi không có nhiều tiền, em thấy sao? Anh nhìn lên nhướng mày, trong mắt đều là ý cười nhịn cô. Hả? Anh đùa tôi đúng không? Chiếc siêu xe của anh có tiền còn chưa chắc mua được. Cô bĩu môi không tin tưởng. Tùy em, tôi không có gì cả, anh thản nhiên trả lời. Mạnh Khiết Khiết ngơ ngác. Là cái quỷ gì nói chuyện có cần khó hiểu như vậy không? Thấy vẻ ngây ngốc của cô, anh đứng dậy đi đến. Anh búng nhẹ lên trán cô. À, anh là quỷ hả? Đến cũng không lên tiếng. Cô trợn mắt ôm trán mình. Em ngây ngốc suy nghĩ cái gì? Đi thôi. Anh nhếch mép đút tay vào túi quần. Đi đâu? Chợt chợt, cái miệng nhỏ này của em làm tôi mê chết đi được. Anh xoay người lại, áp cô xuống bàn, tay chống hai bên hông cô, cúi xuống. Anh... Tay cô đặt lên ngực anh, để ra khoảng cách, lắp bắp nói, cũng không nói được gì. Tim cô đập thình thịch, muốn rớt ra ngoài luôn rồi. Cô có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của anh. Hàng mi dài của cô khẽ rung lên, mặt đỏ bừng lên. Em là thư ký riêng của tôi, em nên để tâm việc của tôi một chút. Anh cười như không cười, thì thầm bên tai cô. Anh cũng không trâu trọc cô nữa, đứng thẳng người dậy. Mày Khiết Khiết mắt chớp chớp, lại cảm thấy hơi mất mát. Xuất hiện cảm giác lạ lẫm, lúc ở gần anh, cô cũng không hiểu được vì sao. Bên trong phòng bao, Giang Tử Vũ ngồi cùng với một người nữa. Cô biết người này là người đàn ông ở bữa tiệc ngày hôm đó. Cô vợ nhỏ của cậu hôm nay không quản à? Anh cầm ly rượu lắc nhẹ, dáng vẻ lười biếng lại tùy ý. Hờ, cậu đừng có nói nữa có được không? Tôi là đi làm đấy, hẹn cậu ra đây là có việc mà. Anh ta ghét bỏ, lướt xéo lên án Giang Tử Vũ. Mạnh Khiết Khiết cúi đầu xuống mím môi cười. Từ hôm đi tiệc về, cô gái tên là Phan Tiểu Vân ấy luôn liên lạc trò chuyện cùng cô. Cô thấy cô gái đó tuy mạnh miệng nhưng rất tốt, lại thành thật. Vậy sao? Hay bị đuổi khỏi nhà rồi? Nhà tôi không có chỗ cho cậu. Giang Tử Vũ nhếch mép giễu cợt. Lâm Trạch đen mặt khi nghe anh đâm thẳng vào nỗi đau của mình. Mạnh Khiết Khiết không nhịn được mà phụt cười thành tiếng. Anh rút khăn ướt ra lau nhẹ khóe môi cô. Mạnh Khiết Khiết cúi đầu xuống vì xấu hổ. Tôi đi vệ sinh một chút. Cô xấu hổ đứng dậy cầm túi xách đi ra ngoài. Khi cánh cửa phòng khép lại, Giang Tử Vũ, đừng nói cậu với... À mà... Anh ta hơi tò mò. Việc của tôi không cần ai quản, có gì thì nói nhanh đi, tôi rất bận. Anh không biểu cảm gì. À,
Tần Ngọc, cậu biết cô ấy về chưa? Anh ta hơi khựng lại hỏi. Cô ta nhờ cậu đến sau. Bạn không có nghĩa là có quyền xen vào chuyện của tôi. Nếu không, tôi cũng không cần. Giang Tử Vũ lạnh nhạt lên tiếng. Anh ta nuốt nước bọt. Được được. Anh ta làm động tác kéo miệng mình lại. Anh ta suy nghĩ hồi lâu. Cô gái đó là người hôm bữa tiệc đúng không? Anh ta lại nhịn không được sự tò mò của mình. Chờ chờ, không nghĩ đến lúc có vợ chỉ nhớ lại kém như vậy. Giang Tử Vũ híp mắt. Anh ta đen mặt. Sao lúc nào cũng nói đến Phan Tiểu Vân vậy? Không chạm vào nỗi đau của tôi thì không chịu được sao? Ở bên ngoài phòng bao, Mạnh Khiết Khiết vừa từ nhà vệ sinh bước đến hành lang thì sững lại bước chân. Khiết Khiết, là cậu à? Cậu đến đây với ai vậy? Phan Tiểu Vân cười, vẫy tay bước đến. À, tôi đến cùng Sang Tổng. Cô đến tìm anh Lâm sao? Mạnh Khiết Khiết thản nhiên nói. Phan Tiểu Vân đen mặt, bỗng dưng lại cười cười, gật gật đầu. Vậy cùng đi vào thôi. Cô khẽ cười. Hờ, Lâm Trạch, anh giỏi lắm. Cô ta nghiến răng nghiến lợi đi theo sau. Cửa phòng vừa mở ra, Giang Tư Vũ cười, vỗ vai cổ may mắn. Lâm Trạch thì đen mặt. Sao cô ấy lại biết mình ở chỗ này chứ? Anh ta khóc không ra nước mắt. Hai người hẹn nhau sau. Lâm Trạch, anh đi mà không gọi em. Cô ta đi đến bên cạnh Lâm Trạch, tay nhó mạnh vào hông anh ta. Anh ta nhíu mày, cố chịu đau cười cười. Mạnh Khiết Khiết nhìn họ thân mật như vậy rất ngưỡng mộ. Cô lại không biết anh ta lại muốn khóc đến nơi rồi. Không quấy rầy hai vợ chồng cậu, tôi có việc đi trước. Giang Tư Vũ cười nhạt đứng dậy, kéo tay cô đi ra ngoài. Mạnh Khiết Khiết ngơ ngác, chưa hiểu rõ chuyện gì đã bị anh đưa ra khỏi. Em thật ngốc, chẳng lẽ không thấy vợ chồng người ta có chuyện muốn nói sao? Anh búng nhẹ trán cô thích thú. Thật sao? Cô chớp mắt ngây ngốc hỏi. Nếu em muốn, tôi cũng có thể cho em. Anh cúi xuống thì thầm bên tai cô. Khi nghe câu này, là Mạnh Khiết Khiết mặt ửng hồng lên, vội lùi về phía sau, cảnh giác nhìn anh. Em đáng yêu chết đi được, thật sự muốn ăn em. Anh cười rộ lên. Đủ điên. Cô xấu hổ mắng, vội vàng quay lưng lại đi ra ngoài. Chưa đi được mấy bước đã bị anh vác lên vai. À, Giang Tử Vũ, anh điên hả? Thả tôi xuống. Cô quát lên. Anh chỉ cười cũng không thả cô xuống. Mọi người đều tò mò liếc mắt nhìn sang. Tôi muốn tìm cái lỗ chui xuống đất trốn quá. Mạnh Khiết Khiết bất lực khóc trong lòng, không dám nhìn lên. Anh mở cửa xe đặt cô vào. Em dám xuống xe thử xem. Anh nhớn mày cười xấu xa. Mạnh Khiết Khiết nuốt nước bọt, ngoan ngoãn ngồi im. Anh vòng sang mở cửa xe, ngồi vào ghế lái. Xe bắt đầu lăn bánh. Giang Tử Vũ, anh có thể đừng vô lý như vậy không? Gặp mặt cũng phải chào hỏi một chút chứ. Cô lẩm bẩm nhìn ra ngoài cửa sổ. Không phải em đã đứng bên ngoài cho hỏi rồi sao? Chuyện vợ chồng người khác em xen vào làm gì? Anh thản nhiên nói. Hả? Sao anh biết vậy? Cô khó hiểu quay sang nhìn anh. Anh chỉ cười không trả lời. Hai người họ cãi nhau sao? Mà tôi thấy không sống lắm. Cô nghi hoặc. Em muốn biết họ làm gì? Chỉ bằng tôi chỉ em. Anh nhớn mày. Mạnh Khiết Khiết khi nghe câu này từ anh thì nuốt nước bọt. Chỉ cái quỷ gì đủ điên, cô mắng trong lòng. Tên này, đầu óc lúc nào cũng không có cái gì tốt đẹp, luôn chiếm tiện nghi của mình mà lại không thể làm gì được. Xe rất nhanh trở về KS. Còn về phía Lâm Trạch cùng Phan Tiểu Vân. Bà xã, anh sai rồi. Anh ta nịnh bợ nắm tay Phan Tiểu Vân. Hờ, anh giỏi lắm, dám nói tốt cho Tần Ngọc. Nếu anh thương cô ta quá thì không kết hôn làm gì nữa. Cô rút tay lại ghét bỏ. Không có, anh sai rồi. Anh chỉ có em mà thôi. Dù sao cũng... Anh ta muốn giải thích. Cút, hôm nay ngủ sofa đi. Cô quát lên, ném anh ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại. Anh ta khóc không xả được mắt. Giang Tử Vũ, hừ, tôi sẽ không chơi với cậu nữa. Anh ta lẩm bẩm đi đến sofa nằm ườn ra. Tại tập đoàn KS, hôm nay cô lại đi muộn
Mẹ cô bị sốt cao, cô thức cả đêm để chăm sóc ba ở bệnh viện. Chết rồi, hôm nay là cuộc họp quan trọng, sao lại xui xẻo như vậy chứ? Cô lẩm bẩm, vội vã ấn thang máy. Cửa thang máy vừa mở ra, cô nghi hoặc nhìn theo bóng lưng quen thuộc. Thang máy riêng khép lại. Giang Tử Vũ, không phải nói có cuộc họp quan trọng sao? Cô lẩm bẩm. Mạnh Khiết Khiết, Giang Tổng đã ra ngoài rồi, ngài ấy bảo cô cứ để lên bàn là được. Trường Mẫn cau mày, khoanh tay trước ngực nhìn cô. Mạnh Khiết Khiết hơi giật mình, không hiểu lời cô ta là có ý gì. Giang Tổng giận, hôm nay cô cứ ở nhà. Cô ta nói xong thì rời đi. Mạnh Khiết Khiết trong đầu là dấu chấm to đùng, cô cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Cô dù sao cũng muốn chăm sóc cho mẹ, không nghĩ nhiều nữa, mở cửa bước vào, đặt hồ sơ lên bàn. Cả căn phòng rộng lớn giờ lại trống trải đến lạ. Cô nhìn trước bàn quen thuộc. Giang Tử Vũ đi đâu nhỉ? Tại sao lại có vẻ gấp như vậy? Cô lẩm bẩm. Cô lấy điện thoại của mình ra, nhìn một hồi lâu, rồi xoay người rời đi. Tại bệnh viện số 1, tay cô cầm hộp giữ nhiệt, mở cửa bước vào. Mẹ cô đang ngồi dựa lưng vào thành giường. Thấy cô bước vào, bà nói. Khuyết Khiết, con thật là, mẹ có bao giờ cấm cản con quen bạn đâu. Con có người chăm sóc, mẹ mừng còn không hết là. Bà thở dài nhìn cô. Mẹ Khuyết Khiết ngây ngốc, không hiểu mẹ đang nói cái gì. Lại đây, con quen cậu ấy bao lâu rồi? Bà nhìn cô hỏi. Hả, mẹ nói cái gì? Mạnh Khiết Khiết ngẩn ngơ hỏi, cô thật sự sắp ngốc luôn rồi. Cô đi đến mép giường, đặt tay lên trán bà. Đầu có sốt, mẹ nói cái gì vậy? Cô lẩm bẩm khó hiểu một mình. Bà vỗ nhẹ vào tay cô, kéo xuống. Lúc này, cửa phòng mở ra. Hai người đều nhìn sang, bà lại vui vẻ cười, hài lòng. Mạnh Khiết Khiết giật bắn người, đứng dậy. Cô trợn tròn mắt. Sao anh ta lại ở đây? Em đến rồi à? Anh thản nhiên đi đến. Anh... Cô lắp bắp, không biết nên nói gì. Còn thật là, có được người bạn trai tốt như vậy, tại sao phải giấu mẹ? Hay... Bà thở dài, gắt bỏ nhịn cô khi thấy con gái mình tỏ thái độ như vậy. Anh đi đến nhếch mép cười. Vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của cô, kề sát vào anh. Anh... Cô xấu hổ kéo tay anh ra khỏi eo mình, mà anh vẫn không buông tha, càng áp sát hơn. Hai đứa cứ tự nhiên, cậu ấy đã nói rõ với mẹ rồi. Hôn nhân là chuyện của hai con, mẹ sẽ không can thiệp vào. Chỉ cần hạnh phúc là tốt. Bà chỉ cười khi thấy hai người thân mật như vậy. Bà chỉ sợ lúc bà nhắm mắt sẽ không ai chăm sóc cho cô. Bây giờ bà có thể yên tâm rồi. Hả? Mẹ Khiết Khiết trợn mắt nhìn anh. Anh ta lại nói linh tinh cái gì vậy? Sao mà lại kết hôn? Bác gái, cháu đã làm xong thủ tục, có thể về được rồi. Anh khẽ cười nhìn cô. Cái quỷ gì vậy? Cô nhéo vào hông anh. Được được, cảm ơn cháu nhé. Bà khẽ cười. Anh đi theo tôi. Cô tức giận kéo tay anh ra ngoài. Bà lắc đầu nhìn theo. Anh nhìn biểu cảm của cô, không nhịn được cười. Cô kéo anh ra ngoài sảnh sau của bệnh viện. Cô thấy không có ai, xoay người lại, trợn mắt nhìn anh. Anh nói lung tung cái gì với mẹ tôi vậy? Còn sao anh biết mẹ tôi ở đây? Cô quát lên. Hởm, nói cái gì ta? Em muốn hỏi cái nào trước? Anh, Giang Tử Vũ, anh... Cô tức giận quát lên, lời chưa kịp nói hết đã bị môi anh phủ kín. Cô muốn phản kháng thì bị tay anh giữ lại phần gáy, cố định lại. Độ hôn sâu kết thúc, cô mềm nhũn dựa vào ngực anh, thở hổn hển. Sau khi ổn định lại nhịp thở, cô đẩy anh ra, lùi về sau. Tê lù mày, anh có biết xấu hổ không hả? Lừa lợi dụng chiếm tiện nghi của tôi. Cô tức giận mắng, trợn mắt. Cái miệng nhỏ của em quá mê người, thật muốn cắn em một cái. Anh nâng cằm cô lên, cúi xuống thì thầm. Anh... Cô vừa tức vừa xấu hổ, thật sự cô không có biện pháp với tên lưu manh này. Anh nhìn môi cô vẫn còn sưng đỏ lên vì nụ hôn vừa rồi thì liền liếm môi. Thật sự muốn đè cô xuống mà khởi dễ,
nhưng phải nhịn. Giang Tử Vũ đứng thẳng người dậy, rút tay lại, thản nhiên đút vào túi như chẳng có gì xảy ra. Hôm nay cho em nghỉ, vào thu dọn đồ đạc với mẹ đi, tôi đợi em bên ngoài. Anh thản nhiên nói đi ra ngoài. Cô nhìn theo đến gần người. Hừ, lật mặt cũng nhanh thật. Cô ghét bỏ xoay người vào trong, dù sao cô cũng không thích ở đây một chút nào cả. Mạnh Khiết Khiết đi vào phòng bệnh thu dọn đồ đạc. Bạn trai con đâu rồi? Bà nghi hoặc hỏi lại, đi đến môi cô. À, ở bên ngoài đợi chúng ta. Mẹ, sao cứ hỏi anh ta suốt vậy? Cô nói, mỗi lúc một nhỏ dần. Cậu ấy đối với con rất tốt, mẹ có thể nhìn ra được. Mẹ cô khẽ cười. Là tên lùng manh, đáng ghét. Mà dày, không biết xấu hổ thì có. Cô tức giận, lại nhớ đến nụ hôn ngang ngược của anh. Bà nghe cổ mắng thì đen mặt. À, lại đi mắng bạn trai mình như vậy chứ. Sau khi thu dọn xong, hai người bước ra khỏi cổng bệnh viện. Giang Tử Vũ đi đến, xách đồ trên tay cô, bỏ vào ngăn sau. Bác gái, lên xe đi. Anh mở cửa. À, là phiền cháu rồi. Bà cười cười. Không có gì, việc cháu nên làm. Anh khách sáo. Đáng ghét, giả vờ tốt bụng. Cô lẩm bẩm, bước vào ghế sau của mẹ. Bà chỉ cười nhìn hai người. Con gái bà cuối cùng cũng tìm được người đàn ông tốt. Sau khi đưa hai người trở về, anh đem đồ vào nhà. Cháu vào uống nước đi, bà vội nói. Cháu có việc đi trước, bác nghỉ ngơi đi, không cần khách sáo với cháu đâu. Anh chỉ cười nhìn sang cô. Mạnh Khiết Khiết liếc mắt nhìn chỗ khác. Nhìn mình làm gì chứ? Cháu hỏi xong anh rời đi. Cô nhìn theo chiếc xe mỗi lúc một khuất dần. Mẹ cô sau khi ăn cháo uống thuốc thì đã nghỉ từ sớm. Cô nằm ươn trên giường sờ lên môi mình. Anh ta sao luôn trêu chọc mình như vậy chứ? Thật ra anh ta muốn gì? Tại sao mình... Cô lẩm bẩm lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ này. Cô không nên suy nghĩ viển vông. Loại người cao cao tại thượng như anh ta làm sao có thể... Phải giữ khoảng cách với anh ta mới được. Cô vỗ vỗ mặt mình để tỉnh táo lại, lấy chăn trùm kín người mình. Giang Tử Vũ lái xe đến ngôi biệt thự gần bãi biển. Anh dừng xe lại, cả căn biệt thự đều tối om. Anh mở cửa bước vào, có tiếng bước chân từ ngọn đèn bắt đầu bật sáng. Anh bước lên tầng, vào phòng tắm rửa thay quần áo xong, anh đi đến trước bàn trà nhỏ, rót rượu vào ly, đi đến bên cửa sổ nhìn ra màn đêm. Tiếng sóng biển vỗ bờ phá vỡ không gian tĩnh lặng. Lúc này điện thoại trên bàn anh reo liên tục. Anh cũng lời phản ứng, lắc nhẹ ly rượu trong tay, đưa lên uống một ngụm mới chậm rì rì đi đến ấn nghe. Anh bật loa lên. Giang Tử Vũ, tôi sẽ tuyệt giao với cậu. Sao cậu lại nói cho Tiểu Vân biết chuyện tôi gặp Tần Ngọc chứ? Cậu... Anh ta tức giận quát. Vẫn là không có ai trả lời. Làm anh ta càng tức điên lên. Giang Tử Vũ, cậu chết đâu rồi hả? Cậu thật sự biết cách chọc tức người khác. Tại cậu mà tôi bị Tiểu Vân cấm cửa. Cậu dám đốt nhà tôi như vậy chứ? Anh ta càng nói càng tức giận. Tút tút. Đáp lại anh ta là tiếng tút tút máy móc. Anh ta đen mặt, là mắng cả buổi đến khô cả nước bọt. Hóa ra là tên xấu xa này đã tắt máy. Giang Tử Vũ nhếch mép, ném điện thoại lên ghế. Cũng chỉ có em mắng là nghe êm tai nhất, ngọt ngào thật. Anh liếm khóe môi. Tại tập đoàn KS, Mạnh Khiết Khiết hôm nay đến rất sớm, nằm ươn trên bàn ủ rũ. Làm sao đây? Hai hôm nữa là đến họp mặt rồi. Mới mắng anh ta lùng manh, có nói phải tránh xa anh ta. Giờ làm sao mở miệng nhổ đây? Chẳng lẽ tự mình vào mặt mình sao? Cô lẩm bẩm. Anh khoanh tay trước ngực nhìn cô. Cảm giác có cái gì không đúng, cô vội ngẩng mặt lên. Mạnh Khiết Khiết giật bắn người, đứng bật dậy. Em làm việc gì mờ ám sau lưng tôi sao? Anh nhếch mép cười xấu xa, đi đến chống tay lên bàn, giam cô trong ngực mình. Có sao? Cô nặn ra nụ cười gượng gạo, tránh ánh mắt anh. Giang Tử Vũ nhếch mép cười, đứng thẳng người dậy, nhún vai, tỏ vẻ tùy ý, đi đến bàn làm việc ngồi xuống. Cô bĩu môi. Sao hôm nay anh ta lại không sở trò,
Mạnh Khiết Khiết đứng ngồi không yên, muốn nói rồi lại thôi. Tất cả biểu cảm của cô anh đều thu vào mắt, chỉ vờ như không thấy. Mạnh Khiết Khiết nở nụ cười nịnh nọt, tay cầm ly cà phê đi đến bàn làm việc của anh. Giang Tổng, anh uống cà phê đi, không nên làm việc quá sức. Cô nịnh bợ cười lấy lòng. Lúc này anh mới nâng mắt nhìn cô, nở một nụ cười. Anh đứng dậy, cô giật mình, lùi về sau một bước, cảnh giác nhìn anh. Cô ngửi được mùi nguy hiểm. Phản ứng của cô so với anh còn nhanh hơn. Chiếc cằm nhỏ của cô bị anh cố định, những ngón tay thon dài nết nhẹ một chốn. Anh cúi xuống gần sát mùi cô. Em nói xem, như vậy có giống như đang câu dẫn tôi không? Hởm, anh thì thầm. Mặt cô đỏ bừng lên vì xấu hổ. Tôi không có. Cô ủy khuất, mắt chớp chớp. Mình câu dẫn anh ta lúc nào chứ? Cô khóc không xả nước mắt, lầu manh mở miệng toàn không có gì tốt. Tay anh lại chạm nhẹ lên môi anh đào hé mở của cô. Giang Tử Vũ, anh... Đây là công ty đấy. Cô gằn giọng nói, thật sự là bị anh trêu ghẹo sắp thở không nổi. Vậy sao? Như vậy càng kích thích. Anh nhếch mép, hôn nhẹ lên vành tai cô. Mạnh Khiết Khiết cứng đờ người. Cô vội vàng phản ứng, chống tay lên ngực anh, đẩy ra khoảng cách, nhưng chẳng có tác dụng gì. Một tay anh đã bao trọn tay cô, cố định trên đỉnh đầu, áp sát vào tường. Giang... Cô quát lên, lần này chuẩn xác, trả lại lời cô, đầu lưỡi khiêu khích trêu chọc cô, làm cô khẽ rên lên. Cơ hội đã đến, nụ hôn của anh bắt đầu càn quét trong khoang miệng cô. Cái cảm giác mật ngọt khiến anh mê luyến không muốn rời. Bỗng cánh cửa mở ra một cách đột ngột. Lâm Trạch đen mặt quay sang nơi khác. Hai người cứ tiếp tục đi. Anh ta nhanh chóng phản ứng, lùi ra ngoài đóng cửa lại. Mạnh Khiết Khiết xấu hổ muốn chết, lại không thể làm gì. Giang Tử Vũ vẫn không dừng lại. Nụ hôn sâu kết thúc, cô mềm nhũn, cố hít thở không khí. Giang Tử Vũ, anh cố ý đúng không? Cô nhíu mày bất mãn. Thì sao? Anh nhếch mép, nhún vai, tỏ vẻ tùy ý. Tay cô xoa xoa môi mình, trợn mắt nhìn anh. Tên này thật sự mà say đến cỡ nào chứ? Cô lẩm bẩm. Mạnh Khiết Khiết nằm ườn ra, thật sự không thể hiểu được suy nghĩ của tên lưu manh này. Hôm nay được nghỉ, cô nhất định phải ra ngoài cho thoải mái. Mẹ, con ra ngoài với bạn một lát, mẹ khỏi chua phân cho con nhé. Cô vừa nói vừa thay giày. Về sớm một chút đấy, bà đang dọn dẹp trong bếp. Vâng, con biết rồi ạ. Cô trả lời mở cửa, bước ra khỏi nhà. Hai người hẹn nhau ở một quán ăn cách nhà cô không xa lắm. Vừa bước vào trong đã gặp được Phan Tiểu Vân. Khiết Khiết, tớ ở đây. Tiểu Vân vẫy tay gọi. Mạnh Khiết Khiết khẽ cười đi đến, ngồi xuống ghế. Cậu gọi món đi, tớ đã gọi trước vài món rồi. Cậu gọi là được rồi. Cô chỉ cười nhìn cả bàn thức ăn trên bàn. Hai người sau khi ăn uống xong thì đi dạo. Cô vừa đi vừa mở nắp chai nước đưa lên uống. Đừng có nói cậu và Giang Tử Vũ yêu nhau nhé. Cô bạn như nhớ ra lên tiếng. Phụt. Cô phun nước trong miệng ra, ho sặc sụa. Cậu sao vậy? Tiểu Vân lo lắng vỗ vỗ lưng cô. Khụ, cậu nói linh tinh cái gì vậy? Cô hò khẽ để bớt xấu hổ. Ai yêu đương gì với tên khó ở đó chứ? Không phải à? Hôm ở bữa tiệc, tớ biết ngay là anh ta có ý với cậu. Tiểu Vân thành thật trả lời. Mạnh Khiết Khiết nghĩ, có sao? Cô mùng lùng. Hay, tớ thật sự ngưỡng mộ cậu. Trước đây, tớ từng theo đuổi anh ta. Ai dè, tên đó quá khó ưa, còn hay ức hiếp tớ. Thế nào, anh ta có tốt với cậu không? Cô đứng lại nhìn Mạnh Khiết Khiết. Tớ chỉ là nhân viên của anh ta thôi. Cậu hỏi tớ hỏi ai? Cô lẩm bẩm. Phan Tiểu Vân nghi hoặc nhìn. Thôi, cậu đừng có nói đến anh ta nữa, tớ tức muốn chết rồi. Cô bĩu môi để bất mãn. Hà hà, được, không nhắc nữa, đi chơi thôi. Nói xong, Tiểu Vân kéo Mạnh Khiết Khiết vào trung tâm thương mại.
Ở phía bên kia đường, một cô gái xinh đẹp, khó chịu, nhìn Mạnh Khiết Khiết, tay nắm chặt lại thành nắm đấm. Mạnh Khiết Khiết, cô có cái gì hơn tôi chứ? Tại sao anh ấy lại chọn cô? Tần Ngọc lẩm bẩm, trong mắt đều là sự ghen tị. Mấy ngày nay, cô ta luôn tìm cách gặp mặt Giang Tử Vũ, nhưng bên cạnh đều là sự hiện diện của cô gái này. Cô ta ganh tị tất cả mọi thứ, đáng lẽ đều là thuộc về cô ta. Cố ổn định lại cảm xúc của mình, cô ta bước vào trong. Dạo một vòng, bất ngờ điện thoại của Mạnh Khiết Khiết reo lên. Sao cậu không nghe điện thoại đi? Phan Tiểu Vân nghi hoặc nhìn cô. Cô cầm lên hồi lâu, ấn nghe. Em ở đâu vậy? Tôi đang ở trung tâm thương mại gần công ty, có việc gì sao? Cô thành thật trả lời. Tút tút, tắt máy. Ai vậy? Đừng nói là... Tiểu Vân nhìn biểu cảm của Mạnh Khiết Khiết, chắc không ai khác. Hay, phải một chết. Cô lẩm bẩm, nhưng ánh mắt lại mang ý cười. Tớ đi vệ sinh đã, cậu đợi tớ một lát nhé. Mạnh Khiết Khiết vừa nói thì đi về phía nhà vệ sinh. Cô muốn rửa mặt để tỉnh táo lại. Vừa đi đến thang máy, bước chân Phan Tiểu Vân khựng lại, lướt mắt. Tiểu Vân, đã lâu không gặp. Cô ta khẽ cười, vén tóc ra sau tai. Hờ, tôi không muốn gặp lại cô một chút nào cả. Phan Tiểu Vân ghét bỏ nói. Cậu còn tức giận, việc tôi bỏ đi sao? Cô ta hơi buồn. Mặc kệ cô chứ, cô đừng có nghĩ mình đáng giá như vậy, cũng đừng mơ mộng quay về đổi đời. Phan Tiểu Vân khoanh tay trước ngực cười lạnh. Cô nói cái gì? Tôi không hiểu. Cô ta vờ như không hiểu. Giang Tử Vũ đã có người yêu bé nhỏ của mình rồi. Chợt chợt, cũng đừng có hòng lôi kéo Lâm Trạch giúp cô. Phan Tiểu Vân ghét bỏ. Anh ấy sẽ không bỏ rơi tôi. Tôi nhất định sẽ đưa anh ấy trở về. Cô ta nhíu mày. Được cười, lúc trước không phải cô nói Giang Tử Vũ không có thứ cô cần sao? Giờ thấy người ta thành đạt lại quay trở về. Phan Tiểu Vân cười khẩy đầy chế giễu. Cô ta trợn mắt. Mạnh Khiết Khiết vừa bước ra thấy Phan Tiểu Vân đứng cạnh ai đó, cô thấy hơi quen quen mà không biết gặp ở đâu. Tiểu Vân, cô gọi đi đến, gật đầu như chào hỏi cô gái bên cạnh Phan Tiểu Vân. Khiết Khiết, chúng ta đi thôi. Tiểu Vân nhíu mày, nắm tay Mạnh Khiết Khiết rời đi. Còn bạn cậu? Mạnh Khiết Khiết nghi hoặc nhìn. Hờ, không phải bạn tớ, tớ không quen. Phan Tiểu Vân ghét bỏ. Nhìn bóng lưng hai người rời khỏi sau cánh cửa lớn, Tần Ngọc càng tức giận hơn. Vừa bước ra khỏi cổng lớn. Mạnh Khiết Khiết, Giang Tử Vũ tùy ý dựa lưng vào xe, tè đút vào túi nhìn cô. Sao anh lại ở đây? Cô liếc mắt. Không phải lúc nãy anh ta nói đi công việc gì đó sao? Anh đứng thẳng người dậy, nhìn vẻ ngây ngốc của cô, thật sự là nhịn không được. Anh bước đến, cô vô thức lùi về phía sau. Chưa được mấy bước, cằm cô đã bị tay anh nâng lên. Anh cúi xuống, khoảng cách giữa hai người rất gần. Mắt cô chớp chớp, mím môi. Em sợ cái gì? Nếu muốn ăn em, cũng không thể tùy tiện như vậy được. Anh liếm khóe môi, điết nhẹ cằm cô, dần sờ lên bờ môi anh đào càng mộng. Anh đủ điên. Ở ngoài đường, anh có thể ăn nói sạch sẽ một chút không? Cô tránh ánh mắt anh, lắp bắp. Hửm, vậy là nếu muốn làm, cứ làm trực tiếp. Cũng có lý. Anh nhớn mày cười xấu xa. Phan Tiểu Vân đứng bên cạnh, ngơ ngác. Chẳng lẽ tôi đang không tồn tại ư? Tần Ngọc từ bên trong bước ra, nhìn như hai người đang hồn nhau. Cô ta nghiến răng nghiến lợi. Tiểu Vân, Lâm Trạch, đợi em ở bên kia đường. Giang Tư Vũ nhếch mép, không chờ của nữa, luyện thiếc rời tay khỏi môi cô. À, vậy hai người cứ tự nhiên. Tiểu Vân cười ha hả, đi sang bên kia đường. Lên xe, tôi đưa em về. Anh nhếch mép cười. Có thể không lên không? Nói thì nói vậy, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn lên xe. Cô biết nếu không lên, sẽ lại bị tên xấu xa này trêu chọc đến chết. Đi chơi cùng Phan Tiểu Vân trở về nhà, cô nằm ườn trên giường. Sao đi đâu cũng bị anh ta trêu chọc như vậy chứ? Xấu hổ muốn chết. Cô chùm chăn kín người mình. Như sực nhớ ra, cô
cô ngồi bật dậy. Hai đành chịu vậy, buổi sáng còn mắng anh ta, buổi tối lại vác mặt đi nhờ vả. Không, cô lắc đầu lẩm bẩm một mình. Cô bước vào phòng tắm, tắm rửa thay đồ. Mẹ Khiết Khiết bất lực đành diện một lý do nào đó mà thôi, bị cười cũng mặc kệ, còn hơn ở cạnh anh luôn cảm thấy nguy hiểm trùng trùng. Vừa định mở miệng nhờ vả đã bị anh ta hôn sắp ngạt thở mà chết rồi. Cô không muốn chết một cách vô lý như vậy. Đồ xấu xa, hôn sắp nghiện luôn rồi, thật vô lý. Mình với anh ta có quan hệ gì đâu chứ mà cứ... Cô lẩm bẩm, chưa kịp nói hết câu, xe đã dừng lại ở điểm hẹn. Cô nuốt nước bọt, lấy tiền trả cho tài xế, bước xuống xe. Cô nắm chặt túi sách, hít một hơi dài, bước vào. Tại phòng bao 237, cửa mở ra, tất cả mọi người có mặt đều đổ dồn về phía cô. Cô nở nụ cười tiêu chuẩn, bước vào. Hơn phân nửa là bạn hồi cấp 3 đến đại học của cô, còn những người đàn ông này cô không biết. Ấy, còn anh chàng soái ca của cậu đâu, sao lại đến một mình? Cậu ta nhếch mép cười giễu cợt, khoanh tay trước ngực mình nhìn Mạnh Khiết Khiết. Người đàn ông bên cạnh cô ta cũng nhếch mép. À, chào mọi người, anh ấy có việc nên e là đến không được. Cô mím môi cười cười. Vậy sao, hay là bị đá rồi? Cô ta cười giễu cợt. Mọi người đều cười rộ lên. Mạnh Khiết Khiết đen mặt nhưng vẫn giữ nụ cười tiêu chuẩn. Thôi, mọi người sang đây ngồi đi, đừng chọc Mạnh Khiết Khiết nữa. Mọi người không biết, cô ấy thì có thể quen ai chứ? Một người đàn ông khác chen lời. Hóa ra chỉ là nói khoác thôi, người như cô ta làm sao may mắn như vậy chứ? Tôi cũng chẳng tin đâu. Mọi lời bàn tán cười nhau đều đổ dồn về phía cô. Một người đàn ông bên cạnh cô ta đi đến, chống tay lên bàn, cúi xuống nhìn cô. Thế nào, hay là làm bạn? Lời còn chưa nói hết, cửa phòng bao mở ra. Ai cũng nhìn đến ngẩn người. Người đàn ông dáng người thon dài, mặc bộ vest màu đen được cắt may tỉ mỉ, trên tay đang ôm bó hoa hồng rực rỡ. Bạn Khiết Khiết bất ngờ chớp chớp mắt. Sao anh ta lại ở đây? Trong đầu cô chỉ là dấu chấm hỏi to đùng. Anh thản nhiên đi đến. Xin lỗi bảo bối, anh đến muộn. Anh dịu dàng nhìn cô, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô như chuồn chuồn lướt nước. Anh đặt bó hoa hồng vào tay cô. Cô có thể cảm nhận được trong mắt anh chỉ phản chiếu hình ảnh của cô. Sau cô mới kịp nhận lấy, muốn hỏi thì sững lại. Anh vòng tay ôm lấy cô. Có phải rất đúng lúc không, bảo bối? Anh nhớ mày, lời nói chỉ hai người nghe thấy. Anh mà dài thật đấy, bảo bối cái gì chứ? Cô xấu hổ, khẽ nói, nhéo vào hồng anh. Giúp em trả ơn như vậy, chi bằng... Anh không biểu cảm gì, tỏ thái độ. Đừng! Cô vội nói, lấy tay đặt lên môi anh. Anh cầu môi, hôn nhẹ lên lòng bàn tay cô. Mạnh Khiết Khiết bất lực với anh, chỉ đành thỏa hiệp. Lưu manh, mà dài. Cô mắng trong lòng. Mọi người đều ngẩn ngơ nhìn nhau. Dáng vẻ hai người thân mật như vậy hẳn không phải giả vờ. Là Giang Tổng, tập đoàn KS. Bỗng nhiên một người nói to. Cái gì? Ai cũng trợn tròn mắt kinh ngạc. Đều là bạn bè của Khiết Khiết, mọi người cứ tự nhiên, đừng để ý đến tôi. Anh không biểu cảm gì, cũng lời phản ứng. Giang Tổng, tôi mời ngài một ly. Không phải lúc nào cũng gặp được anh ở đây. Người đàn ông lúc nãy đưa ly rượu sang cung kính mời. Anh nhận lấy, nhếch mép. Ly rượu trực tiếp từ trên đỉnh đầu anh ta đổ xuống. Ai cũng trợn tròn mắt, há hốc mồm. Lỡ tay rồi, anh thản nhiên nói như thật. Không, không sao. Anh ta nuốt nước bọt, lắp bắp trả lời. Anh điên hả? Làm cái gì vậy? Cô niết nhẹ lòng bàn tay anh, khẽ nói. Khóe môi anh cong lên nhìn cô. Mẹ Khiết Khiết mím môi, quay sang nơi khác về xấu hổ. Là đang cầu dẫn tôi à? Hà hà, Giang Tổng, xin lỗi, là lỗi của tôi. Do tôi không biết, thật sự xin lỗi. Anh ta sợ hãi lên tiếng. Mọi người đều không hiểu sao. Sao vậy, tiếp tục đi chứ. Anh cười như không cười, lên tiếng. Mọi người mới phản ứng lại. Còn người đàn ông vừa rồi
đã chạy mất dạng. Tôi đi vệ sinh một lúc, anh đừng có làm loạn nữa. Cô bĩu môi nhìn anh. Vừa thấy Mạnh Khiết Khiết rửa đi, cô ta cũng đi theo. Giang Tử Vũ nhếch mép, tay vần về miệng lì rượu, rũ mắt xuống không rõ cảm xúc. Bên trong nhà vệ sinh, Mạnh Khiết Khiết đang rửa tay nhìn cô ta vừa bước vào. Cô thật lợi hại, một người cao cao tại thượng như Giang Tổng vẫn bị cô câu dẫn được. Quả thật tôi đã xem thường cô. Cô ta nhếch mép cười lạnh. Cô là có ý gì? Cô nghi hoặc hỏi. Hờ, cũng sẽ có ngày cô bị bỏ rơi thôi, ngủ ngốc. Cô ta cười giễu cợt. Mạnh Khiết Khiết càng nghe càng khó hiểu, cái quỷ gì đây? Cô chỉ thấy phía sau có một cô gái rất xinh đẹp, dịu dàng từ hương phản chiếu. Cô ấy thật xinh đẹp, cô cảm thán lẩm bẩm. Cô gái trong gương cũng ngẩng mặt lên nhìn cô. Từ nhà vệ sinh đi ra, cô lại thấy dáng người quen thuộc. Sao anh lại ra đây? Cô nghi hoặc nhìn anh. Vậy thôi, anh vén nhẹ sợi tóc rối trên mặt cô ra sau. Mạnh Khiết Khiết hơi ngẩn người nhìn anh. Sao hôm nay anh ta như một người khác vậy? Mọi người cứ tiếp tục chờ đi, tớ hơi mệt, về trước nhé. Cô hơi áy náy đi đến ôm bó hoa trong tay. Anh đứng nhìn theo hướng cô khẽ cười. Sao không ở lại chơi thêm một chút nữa, còn sớm mà. À, anh ấy có việc đột xuất, tớ xin lỗi nhé, lần sau gặp. Cô khách sáo trả lời. Mọi người như đã hiểu, ông chủ lớn hẳn không có thời gian. Mẹ Khiết Khiết bước ra ngoài, sánh bước cùng anh. Cô nhìn bóng hai người phản chiếu dưới ánh đèn, khóe môi cong lên đến bản thân mình cũng không biết. Xe lăn bánh trên đường lớn. Giang Tử Vũ, cảm ơn anh đã giúp tôi. Cô khẽ cười nhìn anh. Quả thật, người đàn ông này làm cô không thể hiểu được, có lúc quá đỗi dịu dàng, có lúc lại không lý lẽ, ngang ngược đến đáng sợ. Tôi sẽ tính về em. Anh nhếch mép cười. Mạnh Khiết Khiết khẽ rủ lên. Tính cái quỷ gì, hình như là lần thứ hai rồi. Cả hai cũng không nói thêm gì. Anh đưa cô về đến trước cổng nhà. Cảm ơn anh, tôi vào nhà đây. Cô mím môi nhìn anh. Anh gật gật đầu. Khi thấy cô vào nhà an toàn, anh mới lên xe rời đi. Cô nhẹ bước vào trong phòng, đóng cửa lại. Nhìn bó hoa trong tay, cô khẽ cười. Giảng Tử Vũ, thật sự mình không hiểu được anh ta xem mình là gì chứ. Cô lẩm bẩm. Sáng hôm sau, cô nhận được cuộc gọi của anh bảo đến nhà một chuyến. Cô cũng không nghĩ ngợi nhiều, bắt xe đi đến. Cô ấn cửa mấy lần vẫn không ai mở cửa. Tên lưu manh này lại giở trò gì đây? Cô lẩm bẩm ghét bỏ. Ấn lại lần nữa, lần này rất nhanh anh đã mở cửa. Tay anh vẫn còn cầm khăn lau tóc. Anh... Cô nuốt nước bọt, quay mặt sang nơi khác, không dám nhìn anh. Thật sự muốn phạm tội với cái dáng vẻ này mà. Em làm gì vậy? Tôi vẫn chưa trần truồng trước mặt em mà. Anh thản nhiên cười nhìn cô. Anh lùm anh. Cô gắt bỏ nói, đi vào trong. Cô đặt văn kiện xuống bàn. Anh gọi tôi đến mà lại ăn mặc như vậy, thật không biết xấu hổ. Cô nói mỗi lúc một nhỏ dần. Hớm, nếu em không ngại, tôi sẵn sàng cởi ra để em nhìn. Anh nhớn mày cười xấu xa nhìn cô. Nhìn cái quỷ nhà anh, ai muốn nhìn chứ? Cô đỏ mặt nói. Anh bất ngờ áp cô xuống ghế, tay chống hai bên hông cô. Tay cô đặt lên ngực anh, đầy ra khoảng cách. Anh làm cái gì vậy? Tránh ra đi. Cô tránh ánh mắt anh. Cơ thể em thành thật hơn cái miệng nhỏ nhắn của em nhiều. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên vành tai ửng hồng. Cơ thể cô thì làm gì chứ? Anh tránh ra đi, đừng. Lời nói muốn nghẹn lại vì nụ hôn của anh. Đôi môi hé mở, nhân cơ hội đầu lưỡi của anh tiến vào trong khoang miệng cô trêu chọc. Cô khẽ dậy lên đầy ma mị. Bàn tay anh bắt đầu không an phận. Xoẹt, chiếc váy đáng thương của cô nằm xuống nền gạch. Khuyết Khuyết, thật sự muốn đi lên vì em rồi. Giọng anh khàn khàn lên vì dục vọng. Tay cô đặt lên ngực rắn chắc của anh, khẽ run. Cảm giác như luồng điện chạy qua khiến cô mê luyến.
Làn da trắng nõn đều hiện rõ trước mặt anh, khắp cơ thể cô đều bị anh để lại dấu hôn đỏ rực. Giang Tư Vũ, đừng mà. Cô muốn nói lại không thể nói hết câu vì nụ hôn cuồng dã này. Cô có thể cảm nhận được nơi đó của anh đang chạm vào đùi mình. Cô khẽ rù lên, nước mắt lăn dài. Anh hơi khựng lại, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt cô. Ngoan, khất khét, tôi thật lòng yêu em mà. Anh thì thầm bên tai cô. Cô hơi sững sờ khi nghe lời anh nói, quên cả việc phản ứng. Ánh mắt anh chân thành, mê đắm nhìn cô. Cô chưa kịp phản ứng thì đột nhiên một cơn đau chuyển đến, khiến tay cô cào lên vai anh, tạo nên vết hằn đỏ đến rữa máu. Cô có cảm giác cơ thể mình như bị xé toạc ra. Ngoan, thả lỏng, sẽ không đau nữa. Anh dịu dàng hôn nhẹ lên môi cô dụ dỗ. Mà xuôi quỷ khiến cô dần thả lỏng để anh dễ dàng hoạt động hơn. Những âm thanh ái muội liên tục vang khắp căn phòng, phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có của nó. Anh quá dũng mãnh, không hề biết mệt mỏi. Cô mệt mỏi ngất đi từ lúc nào không hay. Giang Tư Vũ hôn nhẹ lên trán cô. Dù không muốn nhưng vẫn phải nhịn xuống, dù sao cũng là lần đầu tiên của cô. Anh bế cô vào phòng tắm, rửa sơ qua, lại ôm cô trở lại giường. Khuyết khiết, em mãi mãi chỉ có thể là của một mình tôi. Anh thì thầm bên tai cô, rồi siết chặt vòng tay, hai thân thể quấn quýt không rời. Mạnh Khiết Khiết trở mình với cơ thể đau nhức, nhưng có bàn tay ai đó vẫn ôm chặt lấy cô. Mặt cô ửng đỏ lên vì xấu hổ lẫn tức giận. Cô khẽ gỡ tay anh ra khỏi người mình. Em muốn trốn đi đâu Hường? Giọng anh dụ hoặc vang lên trên đỉnh đầu cô, lại mang ý cười. Mạnh Khiết Khiết khựng lại. Anh, tên lùm mạnh, lợi dụng tôi. Anh buông tay ra khỏi người tôi đi. Cô lại tức giận mắng. Giữa cô và anh có quan hệ gì chứ? Anh lại làm như vậy với cô, nụ hôn đầu, lần đầu cũng vậy. Cô rưng rưng nước mắt, nghĩ. Anh áp cô dưới thân, chăm chú nhìn cô. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên khóe mắt cô. Khiết khiết, chúng ta kết hôn đi. Anh chân thành nhìn cô nói. Hả? Cô ngớ ngẩn hỏi như tai mình nghe lầm. Tôi muốn kết hôn với em. Tôi yêu em, khiết khiết. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cô. Nhưng... lời còn chưa nói hết đã bị đầu lưỡi ngang ngược của anh tiến vào. Anh lại chẳng phản ứng gì, hôn lên cổ xuống quầy xanh. Cô muốn nói lại cảm nhận được nơi đó nóng bỏng tiến vào sâu trong cô. Khuyết khuyết, thật sự muốn hóa em làm một. Anh khàn khàn lên tiếng. Thời gian trôi qua, đến buổi tối, cô giật mình tỉnh giấc với cơ thể rã rời nhìn xung quanh. Cả căn phòng chỉ còn một mình cô. Chết rồi, tên lưu manh này lấy sức ở đâu ra mà kinh người như vậy chứ? Cô xoa xoa eo mình. Cạch, tiếng cửa phòng mở ra. Cô vội lấy chăn che kín người mình lại. Anh thấy phản ứng của cô thì khẽ cười. Em còn chỗ nào mà tôi chưa nhìn thấy sao? Hửm. Anh đi đến, nhớn mày cười xấu xa. Anh... Cô trợn mắt nhìn anh, lên án. Lời còn chưa kịp nói hết, chiếc chăn bị anh xốc lên. Giang Tư Vũ, anh điên hả? Cô la toáng lên, lấy tay che ngực mình. Cô thật sự muốn tìm cái lỗ mà chui xuống, quá xấu hổ rồi. Em che cái gì chứ? Không phải lúc trên giường, rất... Anh áp sát vào cô. Cô vội vàng lấy tay, che miệng anh lại, quên cả việc mình chưa mặc quần áo. Anh có thể thấy hàng mi dài của cô khẽ rùng lên, cả cơ thể đều nhuộm màu hồng nhạt, lại làm tầm ảnh ngứa ngáy. Anh có thể đừng nói không, đồ xấu xa. Cô trợn mắt nói, anh hôn nhẹ lên tay cô. Hay, tiểu bảo bối, thật muốn ăn em. Anh khẽ cười, cầm tay cô đặt trên môi mình mà hôn lên. Mẹ khiết khiết mới nhìn xuống, mặt đỏ bừng lên, chân nhu nhộng trước mặt tên lùm mạnh. Được rồi, không trêu em nữa. Anh thản nhiên nói, vòng tay bế bổng cổ lên. Anh làm cái gì vậy? Cô hoảng sợ ôm chặt lấy cổ anh. Bế em đi tắm. Anh thản nhiên như không có gì
mặc dù phải nhịn. Tôi tự đi được, cô bĩu môi nói. Chắc không, anh nhớn mày hỏi. Mẹ Khiết Khiết bất lực. Ừ, thì anh đúng đi. Anh đặt cô lên ghế, mở vòi nước. Mẹ Khiết Khiết nhìn anh hồi lâu, quả thật anh rất đẹp, còn hình xăm dọc bên cổ, màu sắc bắt mắt kìa. Em muốn nhịn cái gì? Anh quay lại, bế cô đặt vào bồn tắm. Dòng nước ấm làm cô thoải mái hơn nhiều. Anh, điện thoại tôi đâu? Cô bỗng nhớ ra, vội vàng hỏi. Cô đi đến bây giờ chưa về, hẳn mẹ cô rất lo lắng. Em yên tâm, tôi đã gọi cho mẹ, bảo em đi công tác đột xuất. Anh chỉ cười nói. Công tác cứ quỷ gì ở đây? Anh ra ngoài đi, anh đứng đây làm gì? Cô lẩm bẩm xấu hổ. Dù trong lòng cô nói như vậy, nhưng anh rất chu đáo là thật. Anh nhún vai, tỏ vẻ tùy ý. Anh xoay người đi ra ngoài. Sau khi tắm rửa xong, cô mới nhớ mình không có quần áo. Chiếc váy của cô bị tên lưu manh này xé rách, làm sao mặc được. Cô thấy chiếc áo sơ mi trắng của anh, đành lấy mặc tạm vậy. Cô ló cái đầu nhỏ, nhìn ngoài cửa xung quanh. Chưa kịp thở phào đã bị anh kéo sao ôm chặt. Đầu anh cọ lên hõm vai cô. Anh có thể đứng như quỳ vậy không? Làm tôi sợ muốn chết. Cô rụt cổ vì nhột. Vậy sao? Anh như có như không hỏi, cũng không dừng động tác, hôn nhẹ lên cổ cô. Cô không nhịn được xoay người lại, ngẩng mặt nhìn anh. Giang Tử Vũ, tôi không phải hạng người như anh nghĩ. Anh xem tôi là gì? Cô nhíu mày nhìn anh. Mặc dù cô cứng miệng, nhưng lại rất sợ câu trả lời, không muốn nghe từ anh. Cô rất mâu thuẫn. Tôi yêu em, Khiết Khiết. Anh cúi xuống, dịu dàng đặt tay lên mặt cô, mơn trớn. Mẹ Khiết Khiết chăm chú nhìn anh. Chúng ta kết hôn đi, tôi muốn mãi mãi được gần em. Anh hiểu được suy nghĩ của cô. Khóe mắt cô phím hồng, nhìn anh gật gật đầu. Đó là nước mắt của hạnh phúc. Ngoan, đừng khóc. Anh ôm chặt lấy cô dụ dỗ, hôn nhẹ lên tóc cô. Cô tựa vào lồng ngực rắn chắc của anh. Nhịp tim mạnh mẽ của anh như hòa cùng nhịp đập của cô. Một cảm giác không thể nói lên lời dâng trào trong lòng cô lúc này. Cô ngồi trên ghế, nhìn anh bận rộn trong bếp dọn thức ăn ra. Khóe môi cô khẽ cong lên. Hóa ra lưu manh cũng có lúc chu đáo như vậy. Thật sự như hai người hoàn toàn khác biệt. Ăn cơm thôi, đói lắm rồi phải không? Anh đặt đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn. Giang Tử Vũ, anh cũng biết nấu ăn sao? Cô khẽ cười nhìn anh. Đồ tham ăn. Anh niết nhẹ mũi cô cưng chiều. Anh làm sao không biết ý nghĩ trẻ con của cô chứ? Cô bĩu môi. Một bữa cơm vui vẻ, ấm áp đến kỳ lạ. Để tôi dọn dẹp cho. Sau khi ăn uống xong, cô vội nói. Dù sao cũng không thể để cho anh làm một mình. Ngoan, em nghỉ đi, mai có việc quan trọng hơn. Anh thản nhiên nói, tay vẫn thu dọn bát đĩa trên bàn. Mẹ Khiết Khiết nghi hoặc nhìn anh. Việc gì nhỉ? Đáp lại chỉ là sự im lặng. Hừ, không nói thì thôi. Cô lẩm bẩm ghét bỏ, nhìn anh đi vào phòng. Bị anh hành cả một ngày rồi, à nó nằm ươn trên giường, mắt cô lim dim ngủ, lúc nào không hay. Mẹ Khiết Khiết, em thật sự làm tôi phát điên thật đấy. Anh khẽ cười, lắc đầu. Anh biết cô rất mệt, chỉ nằm xuống ôm chặt cô vào lòng. Như cảm nhận được hơi ấm, cô cọ cọ vào ngực anh như con mèo nhỏ. Giang Tử Vũ thở dài, thật sự rất biết cách hành hạ anh mà. Sáng hôm sau, anh đã dậy từ sớm, tắm rửa, thay quần áo chỉnh tề, nhìn thỏ con ngủ ngon lành. Anh cúi xuống, niết nhẹ mũi cô cưng chiều. Cô nũng nịu cọ cọ. Dậy đi, bảo bối. Anh thì thầm bên tai cô. Mẹ Khiết Khiết lơ mơ mở mắt, gương mặt đẹp trai kề sát vào cô, khóe môi cong lên. Là đang câu dẫn mình đúng không? Cô lẩm bẩm ngồi dậy lùi về sau. Thay đồ đi, chúng ta đến một nơi. Anh nhớn mày nhìn cô. Cô nhìn anh, lại cầm túi giấy trên bàn gật gật đầu. Cô đi vào phòng tắm rửa thay quần áo. Đúng là sói đói mà, ăn không nhả xương luôn mà. Cô lẩm bẩm nhìn dấu hôn khắp nơi trên cơ thể mình. Mở túi giấy ra, lấy quần áo mặc vào. Thì cũng rất chu đáo đi. Cô khẽ cười,
quần áo rất vừa vặn, còn có cả đủ lót. Cứ mở cửa bước ra ngoài, đi xuống tầng, anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Cô khựng lại bước chân, anh tắt máy, quay sang nhìn cô. Tự đi, hay là muốn tôi bế em đây? Khóe môi anh cong lên. Ai cần anh bế chứ? Cô bĩu môi lẩm bẩm đi ra. Vừa bước ra, tay anh đã đặt lên vòng eo nhỏ nhắn của cô, kéo sát vào mình. Anh... Cô muốn nói lại thôi, nói cũng vô dụng với anh mà thôi. Anh mở cửa xe, mới nới lỏng tay để cô ngồi vào. Anh đóng cửa lại, vòng sang bên kia lên ghế lái. Xe bắt đầu lăn bánh. Cô nhìn sang ngoài cửa sổ, mông lung suy nghĩ câu nói của anh đêm qua. Anh ta nói thật hay chỉ là đùa giỡn với mình? Tại sao mình lại tin tưởng anh như vậy? Bỗng dưng cô quay sang nhìn anh. Chúng ta đi đâu vậy? Đường này không phải đến công ty. Cô nghi hoặc nhìn anh hỏi. Đến công ty làm gì? Anh thản nhiên trả lời. Mẹ Khiết Khiết ngơ ngác. Đi làm mà không đến công ty thì đi đâu được? Xe dừng lại trước cửa cục dân chính. Mẹ Khiết Khiết càng ngơ ngác. Làm cái quái gì vậy? Ai lại bàn việc ở đây? Mẹ Khiết Khiết, em ngây ngốc ở đó làm gì? Anh nhíu mày nhìn cô. Hả? Cô ngơ ngác hỏi. Anh lắc đầu đi đến bế bổng cô lên. À, anh làm cái gì vậy? Người ta nhìn đấy. Cô la toáng lên ôm chặt lấy cổ anh. Càng tốt. Anh nhếch mép nhìn gương mặt ửng hồng của cô. Mẹ Khiết Khiết đem mặt mình trốn trong lồng ngực anh vì xấu hổ. Mọi người nhìn nhau cười. Đúng là vợ chồng trẻ. Anh đi vào một căn phòng riêng có người đợi sẵn. Bàn việc gì ở đây? Anh thả tôi xuống đi. Cô vội ngẩng mặt lên nhìn anh, liếc mắt xung quanh một vòng, không thấy ai, mới dám thở phào. Anh đặt cô xuống ghế. Lãnh chứng. Lúc này anh mới nở nụ cười nhìn cô. Mẹ Khiết Khiết nghe vậy thì ngây ngốc. Anh muốn lãnh chứng thật sao? Trong đầu cô như có hàng trăm con ngựa chạy loạn. Ngốc chết đi được, nhưng tôi lại thích. Anh búng nhẹ lên trán cô, khẽ cười. Giang tổng, thủ tục đã chuẩn bị xong, hai vị chỉ cần ký tên đều hoàn thành. Một người đàn ông trung niên lên tiếng. Ông ấy ở đâu xa vậy? Mạnh Khiết Khiết nghĩ. Là phiền chú, có dịp sẽ mời chú dùng cơm. Anh nhếch mép. Hà hà, chuyện nhỏ, Giang tổng đừng khách sáo. Ông ta tươi cười lên tiếng. Anh ký tên mình rồi đặt tờ giấy cho mặt cô. Hãy đợi tôi dạy em đây. Anh chăm chú nhìn cô. Hả? Cô giật mình cầm bút ký vào. Như vậy là lãnh chứng thật rồi sao? Thủ tục xong, ông ta cười đưa quyển sổ đỏ rực nhỏ nhắn cho hai người. Chúc Giang tổng, Giang phu nhân trăm năm hạnh phúc. Anh gật gật đầu rồi nắm tay cô rời đi. Sau khi lên xe, mẹ Khê Khết vẫn ngây ngốc nhìn quyển sổ. Bảo bối, có vẻ tôi nên giữ nó vậy. Anh thản nhiên rút quyển sổ từ tay cô. À, anh... Cô muốn nói lại thôi. Từ nay, em đã là vợ hợp pháp của tôi, em hiểu không? Không được nghĩ lung tung. Anh chân thành nhìn sang cô. Cô gật gật đầu. Hóa ra cô nghĩ gì, anh đều biết sao. Anh lái xe đưa cô trở về nhà. Sao lại về nhà? Không phải đến công ty sao? Cô vội nhìn sang anh. Cũng phải đến trình diện mẹ vợ một tiếng chứ. Cô nhìn thấy dáng vẻ thản nhiên của anh, đành bất lực mở cửa. Mẹ cô đang ở trong bếp nấu cơm. Con sao về sớm vậy? Bà tự nhiên hỏi, cũng không nhìn lại. Vâng ạ. Mẹ Khiết Khiết máy móc trả lời. Cô thật sự không biết phải nói thế nào với mẹ mình. Anh nhìn biểu cảm của cô, không nhịn được cười. Hay anh đi về, để hôm khác tôi sẽ nói với mẹ đã. Anh... Mẹ Khiết Khiết nói khẽ, thương lượng. Lời chưa kịp nói hết đã bị anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô. Mẹ cô vừa bước ra khỏi bếp cũng ngờ ra. Khổ khổ, bà hò khẽ. Cô vội vã đẩy mạnh anh ra, lùi về sau, cúi gặp mặt. Chào mẹ vợ, anh lễ phép. Bà ngơ ngác khi nghe câu này, nhìn chằm chằm anh. Anh cũng không tránh né nhìn bà. Cháu vào đây với bác. Bà hít một hơi dài, xoay người vào bếp. Anh đừng có làm loạn nữa. Cô vội níu tay anh. Làm loạn cái gì? Ngoan ngoãn ngồi đây đi. Anh điếc nhẹ mũi cô.
Cô rất tò mò muốn xem giữa hai người đang nói gì. Cô khoanh tay trước ngực nhìn anh cùng mẹ mình hòa thuận đến lợi hại, không phải như cô nghĩ. Có cái gì sai sai mà không biết sai ở đâu? Anh ta nói cái gì với mẹ nhỉ? Khiết Khiết, cô đã là vợ người ta, sao lại không biết cái gì vậy hả? Bà quay lại, cau mày lên án nhìn cô. Sao mẹ biết? Cô kinh ngạc hỏi. Hay, con thật là, có cái gì cũng phải nói, sao lại giấu mẹ như vậy? Từ Vũ mà không nói, chắc đến chết mẹ mới biết. Bà bất đắc dĩ, trong đầu cô hiện lên dấu chấm to đùng. Trưởng mắt lên án nhìn anh. Anh nhún vai, tỏ vẻ tùy ý. Tên lưu manh này, lại bày cho quỷ gì đây? Cô lẩm bẩm, nở nụ cười gượng gạo. Mà kệ, dù sao cũng qua ải một cách dễ dàng. Bữa cơm kết thúc trong bầu không khí kỳ lạ. Lúc này mẹ cô đã vào trong bếp. Không gian chỉ còn lại hai người. Giang Tử Vũ, anh đã nói gì với mẹ tôi vậy? Sao có vẻ giữa hai người rất lạ? Cô nhíu mày nói khẽ. Hửm, thì nói chuyện để nói. Anh cười xấu xa nhìn cô. Hả? À lại đi nói chuyện chúng ta lăn lộn trên giường. Anh đúng là tên lưu manh, lại còn điên nữa. Cô trợn tròn mắt, giọng nói không hề giấu giếm, quát lên. Bà vừa từ bếp bước ra thì khựng lại, nhìn chăm chăm con gái mình. Mẹ Khiết Khiết đưa người nuốt nước bọt. Giang Tử Vũ cô nén cười nhìn cô. Bà thở dài. Con gái thật là không ý tứ gì hết. Bà chỉ nghe Giang Tử Vũ nói vì lo cho sức khỏe của bà nên cô không chịu kết hôn, chỉ vừa lãnh chứng sáng nay. Mẹ, con... Cô đỏ bừng mặt, xấu hổ, cúi gằm mặt xuống. Mẹ, là do con, Khiết Khiết sợ mẹ không vui thôi. Anh nắm chặt tay cô. Hay, dù sao hai đứa cũng lãnh chứng rồi. Khiết Khiết, con dọn sang ở với Tư Vũ đi. Bà nhíu mày. Ai lại mới có chồng mà không chịu về ở cùng chồng chứ? Con... Nhưng mẹ thì sao, con không muốn. Cô nhéo vào hông anh. Anh nhíu mày. Được rồi, mẹ vẫn có thể lo cho mình. Tử Vũ đã có nói, nhưng mẹ lại không muốn. Con dọn sang ở với Tư Vũ đi. Hai đứa rảnh rỗi thì đến thăm mẹ. Bà nhíu mày. Mẹ, con không muốn xa mẹ. Cô nũng nịu ôm bà. Được rồi, có chồng rồi, con làm nũng với mẹ. Tử Vũ, mẹ sao Khiết Khiết lại cho con? Bà nắm tay cô đặt lên tay anh. Con biết rồi, mẹ đừng lo lắng. Anh niết nhẹ lòng bàn tay cô. Bà có ấn tượng rất tốt với Giang Tử Vũ. Mới đầu bà cũng hơi lo lắng, nhưng khi nghe hai người đã lãnh chứng thì rất vui vẻ. Sau khi bị mẹ cô mắng một trận thì cô uất ức lên xe. Giang Tử Vũ, anh lại ăn nói lung tung gì nữa vậy? Sao mẹ tôi lại dễ dàng chấp nhận, còn không phản ứng gì? Cô nhớ mày nhìn anh. Có nói gì sao? Mẹ em rất phóng khoáng mà. Anh thản nhiên trả lời. Mẹ Khiết Khiết trợn mắt nhìn anh. Có quỷ mới tin lời anh. Xe rất nhanh dừng lại tại biệt thự gần bãi biển. Hả? Đây là đâu? Sao lại đến đây? Cô nhìn anh hỏi. Tất nhiên là nhà của chúng ta rồi. Anh mở cửa bước ra. Còn căn hộ gần công ty thì sao? Cô vội nhìn sang anh hỏi. Chỉ lúc mệt mỏi mới về đó thôi. Em không thích ở đây sao? Anh nghi hoặc nhìn cô. Không phải, nơi này rất đẹp, lại thoải mái, sao không thích được? Cô vội xua tay. Bỗng nhớ ra, khựng lại bước chân. Sao vậy? Anh quay lại nhìn cô. Tôi quên lấy quần áo rồi. Cô hơi xấu hổ. Không cần, không mặc, không phải càng tốt sao? Rất tiện lợi. Anh nhớ mày, cười xấu xa nhìn cô. Cô trợn mắt nhìn anh, mà say thật mà, mở miệng ra không có gì tốt. Cô lẩm bẩm. Được rồi, làm chuyện chính sự trước. Anh khẽ cười. Mẹ Khiết Khiết ngơ ngác, không hiểu chuyện chính là gì trong lời nói của anh. Anh bước đến, bế bổng cô lên. À, anh lại muốn gì nữa hả? Thích hù dọa người khác như vậy sao? Cô giật mình la toáng lên, vòng tay ôm chặt cổ anh. Làm thật, hù dọa có ích gì? Anh nhớn mày. Làm cái gì? Cô ngẩn ngơ hỏi, mắt chớp chớp ngây ngốc. Em sẽ biết ngay thôi, không cần vội như vậy. Anh cười trêu chọc. Mạnh Khiết Khiết, thật sự cô không hiểu mà. Vừa bước vào trong nhà, anh mở cửa đi đến, ném nhẹ cô lên giường.
tay thản nhiên nới lỏng cà vạt ra. Mạnh Khiết Khiết thấy vậy, cô sợ hãi, rồi trốn còn kịp không? Cô chưa kịp ngồi dậy đã bị anh ấn xuống dưới thân mình. Một buổi chiều không hề bình yên như hoàng hôn buông xuống. Những âm thanh ái muội mập mờ phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có của nó. Sáng hôm sau, mẹ Khiết Khiết lờ mờ mở mắt, nhìn thời gian trên điện thoại giật bắn người. Chết rồi, trễ giờ làm rồi, phải làm sao đây? Cũng tại tên xấu xa. Mẹ Khiết Khiết bực tức ngồi dậy, xoa xoa lưng mình. Lại nhớ đến mình không có quần áo, càng thêm khó chịu. Lấy cái gì mà mặc để đi làm đây? Cô lẩm bẩm. Dậy rồi sao, bảo bối? Anh mở cửa ra, bước vào. Trên tay cầm chiếc túi giấy. Anh cầm cái gì vậy? Cô nhíu mày hỏi. Cô cứ nghĩ anh đã đi làm rồi chứ. Anh không trả lời mà đi đến ngồi xuống giường. Tay anh vén nhẹ sợi tóc rối trên mặt cô ra sau tai. Cô liếc mắt cảnh giác nhìn anh, tay nắm chiếc chăn cũng chặt hơn. Bảo bối, thật muốn ăn em làm sao? Anh điếc nhẹ mũi cô cưng chiều. Mạnh Khiết Khiết tức giận đẩy tay anh ra. Không chơi em nữa, thay quần áo đi, nếu không anh lại đổi ý đấy. Anh nhớn mày. Mạnh Khiết Khiết vừa lấy chiếc túi chạy thật nhanh vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại. Khóe môi anh cong lên. Đã là người của anh, chạy đằng trời cũng không thoát. Trong phòng tắm, cô nhìn mình trong gương hồi lâu. Tên soi đói này thật sự muốn giết người mà. Hay, cô lẩm bẩm, nhưng khóe môi lại cong lên. Cô mở cửa ló cái đầu nhỏ ra ngoài nhìn. Cả căn phòng trống rỗng. Anh ta lại đi đâu rồi? Cô lẩm bẩm đi ra ngoài. Vừa bước xuống tầng, cô khựng lại bước chân. Xuống ăn sáng đi. Anh thấy cô nghiêng ngốc đứng đó mới nhìn lên. Ừ, mà anh biết nấu ăn thật hả? Cô nghi hoặc hỏi. Em nghĩ là ai? Chẳng lẽ em đủ thể lực để nấu? Anh nhấn mày nhìn cô cười xấu xa. Mạnh Khiết Khiết đỏ mặt. Anh đừng có nhắc nữa được không? Mà tôi cũng không dài như anh. Hai người cùng nhau ăn sáng. Ăn xong anh dọn dẹp một lượt. Có chồng như vậy cũng rất tốt. Cô cảm thán, cười thầm một mình. Anh thấy vẻ mặt đắc ý của cô, nhịn không được cúi xuống cắn lên môi cô một cái, cũng không nhẹ. À, anh sao lại cắn vậy? Cô la toáng lên, che lại môi mình, trợn mắt nhìn anh. Quá ngọt ngào, làm sao nhịn được? Anh thản nhiên. Mạnh Khiết Khiết nghĩ, ngọt cái quỷ gì, đau muốn chết đi được. Tại tập đoàn KS, Tần Ngọc đứng ở góc tường, nhìn bóng dáng hai người sánh bước đi vào cổng chính. Mặt cô ta rũ xuống, không rõ cảm xúc. Vào đến văn phòng chính của anh, cô mới thả lỏng một chút, nhờ sợ người khác biết quan hệ của hai người vậy. Tình thú của em quả thực rất thú vị. Khóe môi anh cong lên, tay kéo cô ngồi lên chân mình. À, cô giật mình ôm chặt lấy anh. Sao, cảm giác lén lút khác biệt chứ? Anh nhấn mày trâu trọc thì thầm bên tai cô. Anh có thể đứng đắn một chút không? Đây là nơi làm việc đó. Cô xấu hổ rụt cổ lại. Cô vừa dứt lời thì bàn tay thon dài đã không an phận luồn vào trong áo cô mà xoa nắn nơi đẫy đà. Anh Giang Tử Vũ. Cô tức đến nói không thành câu, nắm chặt tay anh lại. Lời chưa dứt đã bị môi anh phủ kín, đầu lưỡi bắt đầu đi vào trong trêu chọc. Cô tưởng chừng mình sắp ngạt thở đến nơi thì anh mới luyện tiếc dừng lại. Cô mềm nhũn dựa vào ngực anh, thở hổn hển. Bất ngờ anh đưa bàn tay cô lên hôn nhẹ. Chưa tổ chức hôn lễ cũng phải có nhẫn cưới. Từ nay em đã là vợ hợp pháp của anh. Anh muốn làm gì cũng là chính đáng. Anh cương chiều nói. Mẹ Khiết Khiết gần xa nhìn chiếc nhẫn tinh xảo trên ngón áp út của mình. Tay anh luồn vào tay cô, mười ngón tay đan vào nhau. Trên tay anh cũng đeo chiếc nhẫn tương tự như trên tay cô, có điều khi hai chiếc nhẫn kề sát vào nhau, như thể nó chính là một. Thấy không, mãi mãi là một. Anh cong khóe môi. Mạnh Khiết Khiết ngẩng mặt lên nhìn anh. Anh cũng cúi xuống nhìn cô. Cô gật gật đầu. Cảm giác bây giờ cô thật sự không biết diễn tả thế nào. Mọi thứ đều diễn ra quá mức tiếp thu của cô.
Bên ngoài văn phòng, mọi người nhờ lúc giờ nghỉ trưa bắt đầu bàn tán sôi nổi. Mọi người thấy không, tôi đã nói là hai người có vẻ rất lạ mà. Tôi cũng thấy vậy. Từ lúc mới nhận vào là tôi đã biết rồi. Tài giỏi như vậy thì anh cứ đi làm thầy bói đi. Hẳn là dùng quy tắc ngầm đi. Cậu có giỏi thì dùng thử xem sao. Hà hà. Trợ lý trưởng Mẫn vừa bước vào nghe được cuộc trò chuyện. Khổ khổ, mọi người có muốn tiếp tục làm việc không vậy? Cô ho nhẹ lên tiếng. Mọi người nhìn nhau, lặng lặng ai về chỗ nấy. Cô được Sang Tư Vũ thu nhận lúc vừa ly hôn, nếu không có sự giúp đỡ ấy, có lẽ bây giờ mẹ con cô sẽ không biết thế nào. Mạnh Khiết Khiết vừa bước ra khỏi văn phòng, nhìn biểu cảm của mọi người khác nhau đến kỳ lạ. Trợ lý Trương, mọi người đang nói gì vậy? Cô nghi hoặc đi đến hỏi. Không có gì, họ đang thảo luận công việc thôi. Trương Mẫn cười cười. Mẹ Khiết Khiết cũng không hỏi thêm gì nữa. Dù gì công việc của họ, cô cũng không thể xen vào. Mẹ Khiết Khiết muốn giữ kín quan hệ của hai người. Dù gì cô cũng không muốn người khác bàn tán sau lưng mình, dùng thủ đoạn để leo lên giường đẻ bót nhà họ. Điều đó là một trong những gì cô lo sợ. Nếu như một ngày anh không cần cô nữa, cũng sẽ dễ dàng cho cả hai. Bảo bối, nhìn anh như vậy là muốn... Anh nhếch mép áp cô dưới thân mình, cười xấu xa. Anh muốn cái gì chứ? Ai biểu anh đẹp trai quá làm gì? Cô bĩu môi chống tay lên ngực anh. Cô không biết tại sao khi gần anh cô lại không tự chủ được, dù biết anh đang trêu chọc mình. Thời gian này quả thật bị anh chiều hư đến nơi rồi. Giang ưng. Cô chưa kịp nói hết câu đã bị anh, môi anh chặn lại. Cô chưa kịp nói hết câu đã bị môi anh chặn lại. Anh cắn nhẹ lên môi cô. À, anh điên hả? Cô che lại miệng mình, trừng mắt nhìn anh. Gọi anh là gì? Anh nhớn mày nhìn cô. Ông xã. Cô bĩu môi khôi khụng lại, gọi. Khi nghe cô gọi ông xã, thật là ngọt muốn chết. Ngoan. Anh niết nhẹ cầm cô cưng chiều, ngồi dậy cũng không trêu chọc cô nữa. Cô khẽ cười nhìn anh. Cô quỳ trên nệm để cao bằng anh, vòng tay ôm lấy cổ anh, hôn nhẹ lên môi. Ông xã, anh chiều giết em hư thì sao? Cô cọ cọ lên trán anh. Vợ anh thương. Anh vừa nói dứt lời đã áp cô ngã xuống giường. Lại một buổi sáng mây mưa tràn đầy tình ái. Khi cô giật mình thức giấc đã hơn 2 giờ chiều. Cô sầu sang bên cạnh. Anh ấy đi làm rồi sao? Cô xoa xoa eo lẩm bẩm. Cô đứng dậy đi vào phòng tắm, tắm rửa thay quần áo. Cô gọi xe đến công ty. Thấy xe anh đỗ bên đường, cô bảo tài xế dừng lại ở ngã tư. Chưa kịp xuống xe, cô nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đang ôm anh. Tay cô bấu chặt vào lòng bàn tay đến rỉ máu, vẫn không biết đâu. Mặt cô phiếm hồng, quay sang nơi khác, không dám nhìn tiếp vì cô sợ. Cô gái, có xuống xe không? Tài xế nghi hoặc hỏi. Chú chạy tiếp đi, tôi không muốn xuống nữa. Cô nghẹn ngào nói, dù đã gạt đi suy nghĩ lùng tùng, nhưng xe nhanh chóng rẽ hướng quay lại. Tôi đã nói rất rõ ràng, đừng phiền tôi nữa. Anh lạnh nhạt gạt tay cô ta ra, bước lên xe rời đi. Tử Vũ, Tư Vũ. Cô ta chạy theo gọi anh, nhưng xe đã đi mất. Giang Tử Vũ, anh nhẫn tâm như vậy sao? Cô ta lẩm bẩm. Ngày trước, Giang Tư Vũ hoàn toàn khác biệt so với anh hiện tại. Một chàng trai sống nơi tăm tối của xã hội, không bao lâu anh lại trở mình thành đạt, là đại boss của giới tài chính. Điều biết trước, cậu ta đã không chọn cách bỏ đi. Giang Tư Vũ gọi điện thoại cho cô mãi mà vẫn không thấy tiếng trả lời. Anh lo lắng lại gọi cho mẹ cô. Tử Vũ, không phải giờ này con cùng Khiết Khiết đi làm rồi sao? Gọi cho mẹ có việc gì? Mẹ cô vừa nhận được cuộc gọi lo lắng hỏi. Không có gì, con có chút việc, gọi lại mẹ sau. Anh nhíu mày rồi quay xe trở về nhà. Cả căn nhà tối om, anh mở cửa, điện bật sáng lên, đi lên phòng cũng không có. Đi đâu rồi chứ? Anh nhíu mày đi xuống,
ra ngoài lái xe rời đi. Anh bật định vị lên. Đến đó làm gì chứ? Cái cô ngốc này. Anh lẩm bẩm tăng tốc độ. 30 phút sau, xe dừng lại ở bãi biển. Anh mở cửa bước xuống xe. Anh đi đến, cởi áo khoác ra, phủ kín người cô. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cô mới ngẩng mặt lên nhìn anh. Mắt cô phiếm hồng, chiếc mũi nhỏ nhắn cũng ửng đỏ lên. Anh nhìn cô như vậy, đau lòng muốn chết. Em sao vậy? Anh ngồi xuống, ôm chặt lấy cô vào lòng. Ông xã, anh có giấu em chuyện gì không? Cô nghẹn ngào, ngẩng mặt lên nhìn anh hỏi. Em sao vậy? Anh thì giấu em chuyện gì? Anh tìm em lâu lắm rồi, biết không hả? Anh hôn nhẹ lên trán cô. Anh tìm em sao? Cô nghe câu này hơi ngây ngốc. Vậy cô gái ôm anh ở ngoài đường lúc chiều là ai? Đó là suy nghĩ trong lòng cô lại không dám hỏi vì mâu thuẫn trong lòng lại không thể hỏi. Được rồi, về nhà đi. Anh vừa nói đã ôm chặt lấy cô đứng dậy. Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, áp vào lòng ngực ấm áp của anh. Anh rũ mắt xuống nhìn cô đầy dịu dàng. Anh biết cô không muốn nói nên cũng không gặng hỏi, khi nào muốn nói thì nói vậy. Anh đặt cô lên ghế phụ, cài dây an toàn đóng cửa lại, vòng sang bên kia lên ghế lái chính. Tay cô ôm chặt lấy áo anh. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, lại nhớ đến cô gái xinh đẹp ôm anh. Cô gái đó rất quen. Tay cô nắm chặt lại, bỗng nhiên khựng lại nhìn sang anh. Tay còn lại anh nắm lấy tay cô, 10 ngón tay đan vào nhau. Đừng làm mình đau. Anh dịu dàng nhìn sang cô khi dừng đèn đỏ. Cô mím môi nhìn anh, lại không nói gì. Xe về đến nhà, cô đi vào phòng tắm rửa thay quần áo xong thì nằm ườn trên giường. Cô lại suy nghĩ lung tung. Anh mở cửa bước vào, đặt ly trà gừng ấm lên bàn. Em uống đi, còn ấm đấy. Anh ngồi xuống, vén nhẹ sợi tóc rối trên mặt cô ra sau tai. Cô không nhịn được nữa, ôm chặt lấy anh. Cô rất sợ sẽ mất đi cái cảm giác này. Anh ôm chặt lấy cô, hôn nhẹ lên tóc cô. Bảo bối, uống đi, không thôi lại bị cảm lạnh đấy. Anh vuốt nhẹ lên tóc cô. Cô gật gật đầu. Anh đưa ly trà gừng sang, cô uống một ngụm lớn. Khụ khụ, cô ho sặc sụa. Gốc, ai lại uống nhèm chứ? Anh lo lắng vuốt nhẹ lưng cô. Thấy cô không còn hò nữa, anh lấy tay lau nhẹ khóe môi cô. Ông xã, em sợ. Cô khẽ nói nhìn anh, lại không thể nói hết câu. Có anh ở đây, đừng sợ. Anh dịu dàng nói, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô. Cô vòng tay lên cổ anh, đáp lại nụ hôn sâu này. Từ lúc nào anh đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Tần Ngọc luôn tức giận vì bị Giang Tử Vũ chẳng đặt vào mắt. Với một người xinh đẹp, cao ngạo như cô ta làm sao chịu được. Giang Tử Vũ đi công tác chính là cơ hội tốt để cô ta gặp mặt cô gái luôn bên cạnh anh. Để cho cô biết khó mà rút lui. Mạnh Khiết Khiết không chịu đi theo anh chỉ vì cô không muốn làm gánh nặng. Dạo này cô luôn cảm thấy khó chịu. Diện lý do là ở nhà chăm sóc cho mẹ. Cô nhìn cả căn nhà trống trải, quả thật là không quen một chút nào. Giang Tử Vũ, tại sao anh lại ảnh hưởng lớn đến như vậy chứ? Cô mệt mỏi mang giày vào đến công ty. Cô chưa kịp mở cửa thì chuông cửa vang lên. Mạnh Khiết Khiết nghi hoặc. Ai lại biết mình ở đây? Hay là bạn của anh ấy? Cô nhìn qua camera bên ngoài rồi sững sờ. Nếu cô nhớ không lầm là cô gái hôm đó. Cô hít một hơi dài để ổn định lại tâm trạng của mình. Cạch, tiếng cửa mở ra. Hai người nhìn nhau, không ai lên tiếng trước. Qua một hồi lâu, cô ta nhịn không được nhíu mày. Cô là gì của Giang Tử Vũ mà lại sống trong nhà anh ấy? Cô ta khó chịu lên tiếng. Đó là việc của tôi, cô tìm ai? Mạnh Khiết Khiết bực tức. Tôi là người yêu của Giang Tử Vũ, vậy cô là gì? Cô ta cười giễu cợt. Mạnh Khiết Khiết cứng đờ khi nghe câu này. Người yêu? Không thể như vậy được. Chẳng lẽ anh ấy... Bỗng cô lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ trong đầu mình. Cô phải tin tưởng vào anh. Vậy sao? Nhưng tôi là vợ của anh ấy. Cô không biểu cảm gì nhìn Tần Ngọc. Cái gì?
Cô ta như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt mình, nhìn chăm chăm vào Mạnh Khiết Khiết. Sao? Không tin? Cũng chẳng có tác dụng gì. Chúng tôi là quan hệ được pháp luật công nhận. Mạnh Khiết Khiết không mặn không nhạt, khoanh tay trước ngực. Cô nói dối. Anh ấy nói sẽ không kết hôn. Cô ta càng nói càng khó chịu. Cô thấy không? Anh ấy cũng đeo một chiếc y như vậy. Cô đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình lên nhướng mày. Tần Ngọc nhìn đến ngây ngốc. Cô nhớ không lầm là trên tay anh cũng đeo một chiếc nhẫn như vậy. Nếu cô đến chỉ để thị uy thì xin phép tôi đi trước. Mẹ Khiết Khiết vừa nói xong đóng cửa lại, vòng sang người cô ta rửa đi. Tần Ngọc ngây ngốc một lúc sau mới phản ứng, nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cô khuất dần. Tôi sẽ không chịu thua cô đâu. Mọi thứ phải là của tôi. Cô ta lẩm bẩm, trong mắt đều là hận ý. Nhiều năm trước, lúc anh còn là một tên lưu manh ở khu chợ đen, lúc đó cô ta từng hỏi đến việc kết hôn. Kết hôn? Em nghĩ nhiều. Giang Tư Vũ này chỉ thích như vậy không tốt sao? Tại sao bên cạnh anh nhiều năm như vậy anh cũng chẳng cho cô ta danh phận gì? Rất nhiều câu hỏi tại sao cứ lần quần trong đầu cô ta. Tôi sẽ không để cô đắc ý được lâu đâu. Cô ta nghiến răng nghiến lợi, xoay người rời đi. Về phía Mạnh Khiết Khiết đang ngẩn ngơ ngồi trên xe, điện thoại cô reo liên tục. Cô gái, điện thoại cô reo lâu lắm rồi đấy. Tài xế phía trước nhắc nhở. Thấy cô vẫn ngẩn người, ông ta lớn tiếng gọi. Cô gái, điện thoại của cô reo lâu lắm rồi đấy. Hả? Cô mới phản ứng liền tiếng, cười cười gật đầu, xem như đã biết. Cô mở ra xem, tay cô nắm chặt lại, điện thoại lại reo lên. Em nghe nè, có việc gì sao? Cô cố ổn định lại tâm trạng. Em sao vậy? Có việc gì không? Gọi em lâu như vậy lại không bắt máy. Anh nhướng mày. Em không có gì, em đang đi làm. Cô lảng tránh câu hỏi của anh. Bà xã, người anh yêu chỉ có em thôi, đừng nghĩ lung tung. Em còn khó chịu không? Mạnh Khiết Khiết mím môi. Thôi em đi làm đây, anh đừng lo cho em. Cô vừa nói xong thì tắt máy. Giang Tư Vũ nhíu mày nhìn màn hình tối đen. Mạnh Khiết Khiết uể oải bước vào cổng lớn. Khiết Khiết, cô sao vậy? Bị bệnh sao? Cô gái bên cạnh lo lắng nhìn cô hỏi. Hả? Không có. Cô khẽ cười. Thật đấy, cô không khỏe thì đi khám bác sĩ đi, nhìn cô xanh xao lắm. Mạnh Khiết Khiết sờ lên mặt mình. Có sao? Dạo gần đây cô ăn uống không ngon, lại nhớ anh nên ngủ không được. Hay, cũng tại tên Giang Tử Vũ đáng ghét đó. Cô lẩm bẩm. Cô gái bên cạnh không hiểu cô nói gì. Thời gian trôi qua thật sự rất dài. Mạnh Khiết Khiết mệt mỏi mở cửa, cả căn nhà tối om. Giang Tử Vũ, tên đáng ghét. Cô lẩm bẩm, chưa kịp mở đèn đã bị một vòng tay ôm chặt lấy cô. Cô hoảng hốt, cố gắng vùng vẫy, chưa kịp phản ứng đã bị môi anh phủ kín. Cô vừa la lên thì đầu lưỡi ngang ngược đã đi vào trong khoang miệng cô trêu chọc. Cô không vùng vẫy nữa, vòng tay ôm lấy cổ anh đáp lại nụ hôn này. Không ai khác chính là anh. Nụ hôn kết thúc, cô mềm nhũn dựa vào ngực anh thở hổn hển. Bà xã, nhớ em muốn đi lên rồi. Giang Tử Vũ thì thầm ôm chặt lấy cô. Đèn bật sáng, lúc này cô đã ổn định lại nhịp thở. Sao anh về lại không nói cho em biết vậy? Cô nhíu mày. Nhớ đến lời nói lúc sáng của cô gái kia lại hơi khó chịu. Cô nhó mạnh vào hông anh, trừng mắt. Dù cô rất vui khi gặp được anh, nhưng lại nhịn không được cơn tức giận lúc sáng. Giang Tử Vũ không hiểu đã chọc vào cô cái gì, nhíu mày cũng không có tránh. Anh nói cô gái tự xưng bạn gái của anh đến tìm em là có ý gì? Cô khoanh tay trước ngực, ngẩng mặt lên khó chịu nhìn anh. Tần Ngọc. Anh thản nhiên nhìn cô. Anh gọi thân mật như vậy là thật sao? Cô tức giận quát lên. Bà xã, em như vậy là giận hay ghen? Khóe môi anh cong lên, ôm chặt lấy cô vào lồng ngực mình. Mẹ Khiết Khiết không hiểu ý anh là gì, cũng không đẩy anh ra. Bà xã, em là duy nhất. Nếu đã là quá khứ cũng chỉ là quá khứ, hiện tại tương lai đều là em. Anh hôn nhẹ lên tóc cô thì thầm.
cũng không giải thích. Cảm giác người mình yêu giận dỗi hay ghen với một người phụ nữ khác chứng tỏ cô cũng yêu anh. Anh lại cảm thấy vui vẻ. Mạnh Khiết Khiết nghĩ là nói cho cô biết anh chỉ yêu một mình cô, đúng không? Khóe môi cô khẽ cong lên. Cô phải tin tưởng vào anh. Cứ như vậy, chuyện cô không vui từ sáng đến giờ tan theo mây khói. Ông xã, em yêu anh. Cô ngẩng mặt lên nhìn anh. Sáng hôm sau, cô về nhà thăm mẹ. Sao con về một mình vậy? Tư Vũ đâu? Bà nghi hoặc hỏi. Bà lúc nào cũng thấy hai người luôn quấn quýt. Giang Tư Vũ ít khi để Mạnh Khiết Khiết đi một mình. Mẹ, anh ấy có cuộc họp quan trọng, lại thấy con không khỏe nên mới đưa con về thăm mẹ. Anh ấy mới vừa rời khỏi thôi. Cô giờ khóc giờ cười nhìn mẹ mình. Vậy thì tốt, là mẹ tưởng... Bà thở phào nhẹ nhõm. Mẹ, anh ấy sẽ không có cãi nhau với con đâu. Mẹ đừng có nghĩ lung tung. Cô khẽ cười nói. Sau khi vào nhà không được bao lâu, cô nhận được cuộc gọi của Phan Tiểu Vân mới rời khỏi. Cậu bị sao vậy? Mẹ Khiết Khiết nghi hoặc hỏi. Dạo này tớ thấy rất lạ, nên muốn kiểm tra thử. Cô bạn cười cười. Lạ? Cậu bị sao? Cô nghi hoặc hỏi. Hay, một lát để kiểm tra đã. Tớ cũng không chắc chắn. Cô bạn cười cười hơi xấu hổ. Khám bệnh mà lạ lùng như vậy sao? Mẹ Khiết Khiết lầm bầm đi theo vào bệnh viện. Hai người đợi bên ngoài chờ kết quả. Uệ, mẹ Khiết Khiết ngửi được mùi sát trùng nồng đậm mà khó chịu. Cậu sao vậy? Phan Tiểu Vân nghi hoặc hỏi. Tớ chắc bị đau bao tử. Cậu chờ tớ, tớ đi vệ sinh một lúc. Uệ, cô vừa nói vừa chạy vào nhà vệ sinh. Phan Tiểu Vân nhìn theo. Còn hơn mình đang mang thai á? Nhưng suy nghĩ đó rất nhanh bị dẹp sang một bên. Người ta chưa có trùng mà nghĩ lùng tùng sẽ bị mắng một trận. Cô đi vào nhà vệ sinh, ói đến xanh mặt. Sao kỳ vậy? Từ trước đến giờ mình có bị đau bao tử đâu. Cô lẩm bẩm. Cô vừa thấy bóng người bước vào, chưa kịp phản ứng, trước mắt cô bỗng mơ hồ. Hờ, để tôi xem, cô còn vênh váo với tôi được không? Tần Ngọc cười lạnh ngồi xổm xuống. Phan Tiểu Vân đợi khá lâu cũng không thấy cô bước ra, mới đi vào trong nhà vệ sinh tìm thì không thấy ai. Hả? Đây là túi sách của Khiết Khiết mà. Cô nghi hoặc. Cô bạn tìm xung quanh gọi lớn vẫn không có tiếng trả lời. Có sự cảm không tốt, cô đành gọi cho Giang Tử Vũ. Giang Tử Vũ vừa nhận được cuộc gọi thì một mạch đi ra ngoài. Anh đã cho người truy cập vào camera giám sát tất cả đoạn đường. Mẹ nó, Giang Tử Vũ mắng. Anh đã đi tìm khắp nơi vẫn không thấy, chỉ còn một nơi. Anh nhíu mày lái xe với tốc độ nhanh nhất có thể. Tại khu nhà cũ phía tây, mẹ Khiết Khiết lờ mờ mở mắt, đầu cô rất đau, một mùi ẩm mốc hòa lẫn cùng mùi xăng xộc vào trong khoảng mũi rất khó chịu. Tay chân cô đều bị trói chặt. Tỉnh rồi sao? Tần Ngọc ngồi xổm xuống, nhếch mép cười lạnh, vỗ vỗ vào mặt cô. Trong tay cô ta còn cầm bật lửa. Cô đưa tôi đến đây làm gì? Mẹ Khiết Khiết cô nén đau nhíu mày. Tại sao anh ấy lại chọn cô? Tôi mới là người đến trước mà. Tôi không có được thì cô cũng đừng mong được hạnh phúc. Cô ta tức giận quát lên. Cô bình tĩnh đi, chúng ta từ từ nói chuyện. Cô cố gắng bình tĩnh. Hờ, thứ tôi không có đừng hòng ai có được. Cô ta đứng dậy. Tần Ngọc, cô nghe tôi nói đi. Cô cố gắng kéo dài thời gian. Cô đừng mong có thể thoát khỏi. Cô ta cắt ngang lời của Mạnh Khiết Khiết. Tách một tiếng, lửa bắt đầu bốc lên, khói đen dày đặc. Cô hò sặc sụa, tay chân đều bị trói chặt. Xin lỗi anh, Tử Vũ. Cô mơ hồ nghe tiếng anh gọi. Trước mắt cô tối sầm lại. Giang Tử Vũ đạp tung cửa ra. Thấy cô nằm dưới nền gạch lạnh lẽo, khắp nơi đều bị lửa bao trùm. Anh nhanh chóng tìm được đường vào, lấy chiếc áo khoác thấm nước bao trọn lấy cô, chạy ra ngoài. Đừng sợ, anh ở đây. Anh ôm chặt lấy cô. Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy sợ hãi như vậy. Anh nhíu mày, một lần nữa xông vào bên trong, ôm lấy Tần Ngọc ra ngoài. Cậu ta muốn cả hai cùng chết.
Nhưng lúc nãy cô ta lại sợ những thanh chắn phía trên rơi vào chân cô ta, cộng thêm lửa lớn cùng làn khói dày đặc nên đã ngất đi. Anh vừa bước ra khỏi thì cả căn nhà đổ sụp, bị lửa nuốt chửng. Rất nhanh xe cứu thương đến đưa họ đến bệnh viện. Trên hành lang bệnh viện, Giang Tử Vũ lo lắng đi tới đi lui mặc cho vết thương trên người mình. Mẹ cô cùng Phan Tiểu Vân, Lâm Trạch nhận được tin cũng vội vã chạy đến. Tử Vũ, cậu đi kiểm tra vết thương trên người trước đi, chắc không sao đâu, Lâm Trạch khuyên. Đúng đấy, cậu nên đi xử lý vết thương đi, lỡ nhiễm trùng thì sao, bà lo lắng lên tiếng. Giang Tử Vũ cứ như chẳng nghe thấy, cứ đi tới đi lui. Ba người nhìn nhau lắc đầu. Cửa phòng bệnh mở ra. Vợ tôi sao rồi? Anh vội đi đến níu áo vị bác sĩ. À không sao, do hết quá nhiều khói thôi, còn vết thương bên ngoài không đáng kể, vị bác sĩ nuốt nước bọt. Nghe được câu này, anh như hạ được tảng đá trong lòng xuống. Không đợi lâu, anh đã đi vào trong phòng. Mọi người ai cũng thở phào. Anh đi đến cạnh giường ngồi xuống, tay chạm nhẹ lên vết thương trên mặt cô, dù rất nhỏ nhưng lại làm anh đau lòng muốn chết. Mọi người ở bên ngoài nhìn vào thấy vậy thì chỉ biết im lặng. Sau khi anh đã nhìn thấy cô an toàn, anh mới chịu đi xử lý vết thương, thay quần áo. Sợ khi tỉnh dậy cô lại chê anh. Tử Vũ, để mẹ chăm sóc cho Khiết Khiết được rồi, hai con về nhà nghỉ ngơi đi, ba mở cửa bước vào. Mẹ vợ, về nghỉ ngơi đi, anh không mặn không nhạt lên tiếng, tay cầm khăn nhẹ nhàng lau gương mặt xinh đẹp của cô. Bà ngồi một lúc lâu vẫn là bộ dạng cố chấp đó, bà thở dài đi ra ngoài. Tay anh nắm chặt lấy tay cô, đưa lên hôn nhẹ. Bà xã, em đừng ngủ nữa, anh lẩm bẩm. Tay cô le nhẹ khẽ mở mắt, lúc này anh mới nâng mắt lên. Bà xã, em tỉnh rồi, cảm ơn em, anh hơi kích động. Ông xã, giọng cô hơi khàn khàn lên tiếng. Không vội, để anh đỡ em. Anh nâng nhẹ để lưng cô dựa vào gối, rồi rót nước ấm đút cho cô. Mẹ Khiết Khiết uống một ngụm nhỏ, cảm thấy thoải mái hơn. Cô nhìn anh, khóe môi cong lên. Giờ thì cô không còn suy nghĩ lung tung nữa. Cô đã hiểu tình yêu anh dành cho mình to lớn đến nhường nào. Cô ôm chặt lấy anh, mặt áp lên lồng ngực rắn chắc của anh, lắng nghe nhịp đập mạnh mẽ của trái tim. Anh vòng tay ôm chặt lấy cô. Bà xã, không cho phép em rời xa. Anh hôn nhẹ lên tóc cô, thì thầm. Ông xã, cảm ơn anh, cô cọ cọ nói. Ngốc, anh khẽ cười. Sau khi bác sĩ kiểm tra lại thì không còn gì đáng lo ngại nữa, có thể xuất viện trở về nhà. Chúc mừng Giang Tổng, vợ ngài đã mang thai được 4 tuần rồi, vị bác sĩ cười cười lên tiếng. Thật sao? Giang Tư Vũ ngẩn ra. Là thật, chúc mừng Giang Tổng là song thai. Bà xã, thấy anh lợi hại không? Giang Tư Vũ nhếch mép. Vị bác sĩ cười cười lắc đầu đi ra ngoài. Biết tin mình có thai, cô rất vui sướng. Anh thật là, có người khác, ai lại nói lời xấu hổ như vậy? Cô bĩu môi, mặt ửng hồng. Anh có nói gì đâu, rất bình thường mà. Anh nâng cằm cô lên, nết nhẹ cưng chiều. Hả? Cậu có thai thật sao? Cô bạn vừa bước vào, nghe thấy thì khựng lại. Sao? Có gì lạ? Anh nhớn mày. Hai người là... Cô bạn trợn tròn mắt như không tin tưởng. Chúng tôi đã lãnh chứng. Sao? Ganh tị sao? Anh đắc ý cười. Phan Tiểu Vân nghe câu này thì đen mặt. Cô bạn rất hy vọng mình sẽ có thai, ai dè chỉ là lầm tưởng. Còn Mạnh Khiết Khiết lại có trước, còn là song thai. Được, lợi hại, hừ. Cô bạn lầm bầm gắt bỏ, trưởng mắt nhìn sang Tử Vũ. Mạnh Khiết Khiết nhìn hai người, khẽ cười. Được lắm, lãnh chứng rồi mà không cho tôi biết, tôi tuyệt giao với hai người. Phan Tiểu Vân khoanh tay trước ngực nói. Hà hà, càng tốt, sẽ không ai làm phiền bảo bối nhỏ của tôi. Anh nhớn mày nói. Ông xã, đừng trông Tiểu Vân nữa. Cô kéo góc áo anh. Được, nghe em. Anh ngồi xuống cưng chiều nhìn cô. Phan Tiểu Vân nghĩ
Tên này lợt mặt nhanh thật, đến chóng cả mặt. Sau khi làm thủ tục, anh được cô trở về ngôi biệt thự ở gần biển. Mẹ cô đã đến từ sớm, đợi hai người trở về. Mẹ, mẹ đến lâu chưa? Cô khẽ cười. Mẹ cũng mới đến thôi, bà cười cười nói. Bà xã, đi từ từ thôi. Anh nhíu mày. Hừ, em có... À, cô chưa kịp nói hết câu đã vấp phải mũi say của chính mình. Anh ôm chặt lấy cô. Em thật là, nếu ngã sẽ nguy hiểm đấy. Anh lo lắng. Vì em mang thai nên anh mới ghét bỏ em sao? Cô bĩu môi ủy khuất. Bà xã, em là quan trọng nhất. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô. Bà nhìn đôi vợ chồng trẻ mà cười lắc đầu. Con gái bà từ lúc nào lại làm nũng như vậy? Dù có sai cũng thành đúng, vậy mà lại có người yêu chiều vô điều kiện. Mẹ Khiết Khiết cũng bắt đầu nghén ăn uống không ngon miệng. Bà xã, ăn thêm một chút đi, em như vậy anh đau lòng lắm. Anh lo lắng nhìn cô. Thấy cô gầy hơn trước làm anh rất khó chịu. Bác sĩ nói qua thời gian này sẽ tốt hơn mà. Anh đi làm đi, sao cứ nghỉ ở nhà với em như vậy? Liệu có vấn đề gì không? Cô nằm gối đầu trên chân anh. Không quan trọng bằng em. Anh vuốt nhẹ tóc cô. Định bỡ. Cô bĩu môi niết nhẹ tay anh. Vợ anh định ai quản? Anh nhớn mày niết nhẹ mũi cô. Thời gian này nếu anh đi làm thì mẹ cô sẽ đến ở cùng, còn có cả cô bạn Phan Tiểu Vân. Huyền thuyền về việc hai Tiểu Bảo Bảo chưa trao đời của cô. Về phía Tân Ngọc, cô ta bị kết án tội cố ý giết người, chân bị thương nặng, có thể cả đời cũng sẽ không đi lại được. Đối với cô ta, sống còn không bằng chết. Tại tập đoàn KS, sau cuộc họp cuối năm, cả phòng ban đều nhộn nhịp hẳn lên. Thấy không, tôi đã nói rất lạ mà, hóa ra là thật. Đúng đấy, nhẫn cười đấy. Trên tay Mạnh Khuyết cũng có đấy. Trợ lý trưởng Mẫn giờ khóc giờ cười nhìn bọn họ. Mọi người đừng bàn tán nữa, ai cũng đều có thể đến dự lễ cưới của tôi. Anh nhếch mép cười đi vào. Hả, thật sao? Mọi người đều vui vẻ lên tiếng. Đúng vậy, tôi sẽ gửi thiệp mời cho mọi người. Chiều nay tôi mời cơm, ai cũng có phần. Anh nhớn mày. Khoan hô, Giang tổng mùa năm. Mọi người ai đấy đều vui vẻ. Hôn lễ của hai người được tổ chức ở gần bãi biển vì đó là ước mơ của cô. Giống như trong chuyện cổ tích, chế lễ đường trải đầy cánh hoa hồng màu đỏ, cờ dầu mặc váy cưới màu trắng như nữ thần, trên môi là nụ cười hạnh phúc từng bước đi đến. Anh khẽ cười bước xuống, nắm lấy tay cô hôn lên. Sau lời tuyên thệ chính là nụ hôn mật ngọt, khởi đầu cho cuộc sống hạnh phúc. Thật ngưỡng mộ, yêu chết đi được, tôi cũng muốn có một hôn lễ như vậy. Ha ha, cứ tiếp tục mà nằm mơ đi. Mọi lời chúc mừng cùng tiếng vỗ tay cứ vang lên. Bà nhìn mà không kiềm được nước mắt, hạnh phúc. Sau hôn lễ, thời gian thấm thoát trôi qua, bụng nhỏ của cô giờ đã khá lớn, cách ngày sinh cũng không nhiều. Giang Tử Vũ mệt mỏi ngồi xuống ghế, hơi trầm tư nhíu mày. Mắt luôn chầm chầm nhìn laptop. Mày Khiết Khiết vừa mở cửa bước ra, anh lập tức gập laptop lại. Em không ngủ thêm đi, vẫn còn rất sớm mà. Anh lo lắng đứng dậy, ôm lấy cô đến ghế ngồi xuống, kéo cô ngồi xuống chân anh. Mẹ Khiết Khiết đã quen với anh như vậy, chỉ khẽ cười. Có việc gì? Sao em thấy anh trầm tư như vậy? Cô xoa xoa mặt anh. Anh hôn nhẹ lên hõm vai cô cọ cọ, đặt tay lên bụng cô xoa nhẹ. Không có gì, em có gì không ổn phải nói cho anh biết. Anh hôn nhẹ lên tóc cô. Biết rồi. À, đau. Cô níu chặt tay anh, mồ hôi cô bắt đầu ướt đẫm. Sao vậy? Anh nhíu mày. Bụng em đau quá, chắc sắp sinh rồi. Cô nhíu mày. Đợi anh. Anh hơi lúng túng bế bổng cô lên xe đến bệnh viện. Tại bệnh viện, ông xã, anh bên ngoài đi, em không sao. Cô cắn răng chịu đựng nói chuyện với anh. Cô biết anh thời gian này luôn tìm hiểu việc chăm sóc cho cô, có khi thức đến gần sáng. Cô không muốn tạo thêm áp lực cho anh. Nhưng
Anh nắm chặt tay cô. Nghe em. Cô khó khăn lên tiếng. Anh thấy cô như vậy đành gật đầu. Sau khi cô vào trong phòng, mẹ cô cũng vừa đến. Sao rồi, Tử Vũ? Bà lo lắng hỏi. Anh lắc đầu, tay nắm chặt lại thành nắm đấm. Bà thấy anh như vậy nên cũng không hỏi thêm gì nữa. Không sao đâu, con đừng lo lắng quá. Bà vỗ vỗ vai anh. Không biết qua bao lâu cửa phòng mới tắt đèn. Anh đứng dậy đi đến. Chúc... Vị bác sĩ chưa kịp nói hết câu, anh đã đi vào trong phòng. Con tôi thế nào rồi? Bà vội đi đến hỏi. À, chúc mừng, là Cao Kim Đồng Ngọc nữ. Vị bác sĩ cười cười. Bà cười gật đầu cảm ơn. Anh đi đến, nhìn người con gái yếu ớt nằm trên giường làm anh rất đau lòng. Anh ngồi xuống, cúi hôn nhẹ lên trán cô. Bà xã, em chịu vất vả rồi. Anh dịu dàng vén nhẹ nhàng sợi tóc rối trên mặt cô. Không sao. Cô đặt tay anh áp lên mặt mình, dịu giọng để anh an tâm. Bỗng cô nước mắt nhìn anh. Con đâu? Anh có nhìn chưa? Anh lắc lắc đầu. Mẹ Khiết Khiết giờ khóc giờ cười khi nhận được cái lắc đầu này của anh. Cô được đưa sang phòng VIP đặc biệt. Một lúc sau, mẹ cô bế bé con vào. Bé con rất đáng yêu. Mẹ, bế sang cho con xem. Mẹ Khiết Khiết khẽ lên tiếng. Để con giúp. Anh đi đến bế bé con còn lại. Anh nhìn bé con, khóe môi cong lên, lại yêu chiều nhìn vợ mình. Sao vậy? Cô nghi hoặc hỏi. Rất giống em. Anh đi đến đặt cạnh cô. Để em xem. Cô nhìn khẽ cười. Bé trai rất lém lỉnh, lại tinh xảo, bé gái lại đáng yêu. Đúng là không còn gì hạnh phúc khi kết tinh tình yêu của hai người chào đời, minh chứng cho hạnh phúc. Sau khi cô khỏe hẳn thì xuất viện trở về nhà. Là mẹ như cô quả thật rất thoải mái. Ban ngày thì có mẹ cô chăm hai bé con lại rất ngoan, ăn no sẽ ngủ. Còn ban đêm thì đã có anh, nhiều lúc cô giật mình tỉnh giấc, thấy anh ôm bé con dỗ dành để cho cô ngủ. Thấm thoát mà bé con đã tròn 1 tháng tuổi. Mẹ cô cũng đã dọn về sống chung với hai người để chăm sóc bé con. Đối với bà, như vậy đã rất mãn nguyện. Buổi tiệc tổ chức tại nhà. Thật ngưỡng mộ hai người, cô bạn cảm thán. Ai như em chứ? Giang Tử Vũ nhếch mép. Cô bạn đen mặt là đang cười cô chút gì. Cứ suốt ngày nghĩ mình có thai, ai dè chỉ là ăn không tiêu, thật mất mặt. Ông xã, cô níu tay anh. Đúng đấy, em đừng có suốt ngày nói mang thai, làm anh mừng hụt mấy lần. Lâm Trạch chen lời. Phan Tiểu Vân ném cho anh ánh mắt sao gầm. Sau khi buổi tiệc kết thúc, mọi thứ đều trở nên yên tĩnh. Anh bước vào phòng, ôm chặt cô từ phía sau, hôn nhẹ lên hõm vai cô cọ cọ. Đốt, ông xã. Cô rụt cổ lại, xoay người lại ôm lấy cổ anh. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô. Cô đáp lại nụ hôn nồng nhiệt này. Lại một đêm mềm mưa triền miên bất tận. Khi ánh nắng ấm áp chiếu qua khung cửa sổ, anh nhìn người con gái nằm trong vòng tay mình, khóe môi cong lên. Hạnh phúc lớn nhất trong đời anh là có em bên cạnh, anh thì thầm. Đó là tất cả những gì anh muốn nói cho cô biết. Quý vị và các bạn thân mến, bộ truyện đến đây là kết thúc rồi. Quý vị và các bạn đừng quên like, chia sẻ, comment, đăng ký kênh cũng như nhấn vào hình quả chuông để nhận được thông báo sớm nhất khi có chuyện mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.